Bầy khỉ bên ngoài giường như cảm nhận được điều gì, vội vàng dừng chơi đùa, trở nên vô cùng yên lặng. Được rồi, chỉ là linh khí trên ngọn núi Xích Hà dù nồng đậm hơn nơi này rất nhiều nhưng khí hậu cũng giá rét hơn nhiều. Các người có thể chịu được hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Hầu Vương gật mạnh đầu, vỗ ngực rầm rầm. Tốt, nếu như thế lát nữa ta sẽ qua đây đưa các người rời đi. Các người trước hết hãy đi chuẩn bị để di chuyển đi. Hàn Lập thu hồi đồ đạc vừa lấy ra, rồi nói hầu vương hưng phấn kêu hai tiếng chi chi xoay người chạy ra phía ngoài miệng lại kêu vang chi chi bầy khỉ bên ngoài vang lên tiếng hoan hô hưng phấn tất cả bọn chúng đều vui sướng nhún nhảy hàn lập cười nhạt nhìn về phía thạch lô phất tay tạo thành một vòng thanh quang bọc nó lại thu cả hầu nhi tử ở bên trong vào trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn sau đó hắn đi ra khỏi sơn động sau một lát một vệt thanh quang từ bên trong thác nước bắn ra bay về hướng xa xa trong nháy mắt đã qua mấy ngàn dặm lúc này mới dừng lại, hiện ra thân ảnh hàn lập. Nơi này có vài ngọn núi màu đen đứng sừng sững, bên trên cũng không có cây cỏ hay thảm thực vật gì nhiều, có chút hoang vắng, mặt trên được bao trùm một tầng tuyết động rất dày. Sau khi hắn thở nhẹ một hơi, hai tay trà một cái. Vù, trọng thủy chân luân hiện ra, hàn lập tụng đọc chú ngữ, toàn lực điều khiển, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi. Hắn chỉ cảm thấy tiên linh lực trong cơ thể phảng phất như hồng thủy vỡ để bị trọng thủy chân luân hút lấy, không chờ hắn có phản ứng gì trọng thủy chân luân trước mắt tỏa sáng hắc quang trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần một cỗ linh áp đáng sợ đột nhiên từ trên trọng thủy chân luân bộc phát ra từng vòng ánh sáng màu đen cuồn cuộn tuôn phát ra tiếng ào ào như những cơn sóng cả dâng lên trên biển trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí tựa hồ như bị cái gì đó kích thích kịch liệt chấn động vô số quan điểm màu lam hiện ra hội tụ về một chỗ hàn lập thấy cảnh này đầu tiên là ngẩn ra sau đó thì vui vẻ chân Luân trước mắt lúc này phồng to bằng cả gian phòng, xoay tròn rất nhanh, mặt ngoài tản mát ra thủy quang màu đen chói mắt. Thủy đạo văn màu xanh lam phía trên tỏa hào quang rực rỡ. Hào quang hai màu đen và xanh hòa lẫn, cộng hưởng tương hỗ lẫn nhau, càng ngày càng sáng rực, giống như một vầng thái dương hai màu đen và xanh. Đồng thời, từ đó tuôn ra từng cỗ dao động vô hình, từng đợt núi tiếp từng đợt, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hư không gần đó cũng run lên lẩy bẩy, tạo thành từng cơn cuồng phong to lớn cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Hàn lập chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vung cánh tay lên. Trọng thủy chân luân to bằng gian phòng lập tức bắn ra, đánh xuống mặt đất phía dưới. Mặt ngoài chân luân tỏa sáng hào quang xanh đen, hóa thành một vòng quay cầu vòng vô cùng to lớn. ầm ầm, mặt đất và bầu trời đồng thời kịch liệt đung đưa, giống như long trời lở đất vậy. Hào quang hai màu xanh đen tràn ra bốn phía, tạo ra một cơn lốc ngập trời. Tuyết động trên mặt đất dễ dàng bị cuốn sạch, mặt đất cũng bị cạo sâu xuống một lớp khiến cho vô số bụi bặm bốc lên ngập trời. Nhiều đám mây cũng cuồn cuộn biến hóa, một tầng lại một tầng, như sóng lớn rít gào, khuếch tán ra phía xa. Mấy ngàn dặm bên ngoài ngọn núi xích hà giống như bị lắc lư đung đưa, vô số tuyết động rơi lã trã. Trong linh điền dưới vân núi, đám người tôn bất chính lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lệ trưởng lão đang tu luyện công pháp gì, nhưng dường như rung động không phải từ đỉnh núi truyền tới một người thăm dò nói, ngoại trừ lệ trưởng lão, còn có thứ gì có thể làm ra động tĩnh lớn như thế này? Lão nhân gia vừa mới xuất quan, có lẽ là tu luyện công pháp uy lực tuyệt luân, hoặc là luyện chế được một kiện bí bảo nên thử nghiệm uy lực đấy. Tôn bất chính nhìn về phía truyền tới rung động, trong mắt hiện ra vẻ mơ ước. Mộng thiền thiền cũng nhìn phía xa xa, trong con người xinh đẹp lộ ra vẻ sùng bái. Bên ngoài mấy ngàn dặm, rung động kinh thiên động địa tan biến không còn dấu tích, bụi mù cuồn cuồn cũng từ từ lắng lại, lộ ra tình hình bên trong. Trên mặt đất lúc này thình lình hiện ra một cái hào vô cùng lớn, rộng đến mấy trăm trượng, kéo dài sang hai phía, không biết dài bao nhiêu, dường như tách mặt đất thành hai nửa. Nhìn vào trong hào rộng thấy đen thui, sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể thấy một hai điểm hồng quang cực nóng ở bên trong, dường như núi liền và thông đến dung nham sâu trong lòng đất. Mấy ngọn núi xung quanh đều biến mất, hiển nhiên sớm đã bị biến thành bột mịn. Hàn lập đứng ở giữa không trung, còn trọng thủy chân luân lững lờ ở bên cạnh hắn đã khôi phục kích thước ban đầu, chậm chậm xoay tròn. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, toàn lực thôi động trọng thủy chân luân khiến tiên linh lực trong cơ thể hắn bị hút đi ba thành. Nhưng trong thần sắc trên mặt hắn lại có vẻ mừng rỡ nhiều hơn. Trọng thủy chân luân có uy lực khủng khiếp như vậy, hơn xa dự liệu của hắn. Nếu là thi triển trong thực chiến thì uy năng sợ rằng có thể sánh ngang với một kiện hậu thiên tiên khí có phẩm cấp không thấp. Hàn lập hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục rất nhanh, lật tay thu trọng thủy chân luân vào. Tiếp đó, thân ảnh hắn hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía ngọn núi Xích Hà. Nửa ngày sau, tại một chỗ rộng lớn ở bên trong sơn động nằm giữa sườn núi Xích Hà, hoa lên một bóng người, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Hắn đánh giá xung quanh một chút, rồi giơ tay lên, ngón tay bắn ra. Từng tia kiếm khí bắn ra tứ tán, vách núi vô cùng cứng rắn phảng phất như biến thành tào phớ, rất nhanh bị moi ra thành hơn 10 cái hang nhỏ, trơn bóng vô cùng. Hàn Lập hài lòng gật đầu, tay áo vung lên, trên mặt đất bên trong sơn động lóe lên hào quang, một bầy khỉ đột nhiên xuất hiện. Đúng là bầy khỉ dưới chân núi, bầy khỉ nhìn xung quanh, trên mặt lộ vẻ vui mừng, rất nhanh vào tới các nơi trong sơn động. Hầu vương lông đỏ kia phi thân nhảy đến cửa vào sơn động, ngắm nhìn xung quanh thêm vài lần. Trong mắt nó hiện ra vẻ vô cùng sung sướng, lập tức vòng trở lại, liên tục quỳ lại hàn lập. Sau này các ngươi ở lại đây, nếu như có khó khăn gì thì lên đỉnh núi tìm người hầu của ta là được. Hàn lập chậm rãi nói, hầu vương lông đỏ kêu chi chi, gật đầu liên lịa. Thân ảnh Hàn lập nhoáng lên, biến mất tại chỗ, bầy khỉ chạy vội tới, nhìn nhau một lúc, rồi lập tức dưới sự chỉ bảo của hầu vương, quỳ xuống lại về phía chỗ Hàn lập vừa mới đứng đó. Lúc này, Hàn lập đã sớm về tới bên trong động phủ trên đỉnh núi, thả thạch lô ở trong một cái phòng, rồi mở ra mấy đạo cấm chế. Sau khi làm xong, hắn liền đi vào trong mật thất. Bây giờ ba nhiệm vụ của tông môn đã hoàn thành, Trọng thủy chân luân cũng gần như xong, giờ là thời điểm suy nghĩ về đan dược rồi. Mặt Hàn Lập lộ vẻ trầm ngâm, hắn khoanh chân ngồi xuống. Chương 236: Lần đầu luyện tiên đan. Nửa tháng sau, tại khu vực trung tâm dãy núi Trung Minh, có một ngọn núi cô độc với hình dạng hết sức kỳ lạ. Đỉnh núi và chân núi phình tròn to tướng, trong khi sườn núi lại như eo phụ nữ, thắt ở giữa, thoạt nhìn giống như cái hổ lô có hai đầu lớn, ở giữa thì nhỏ. Cũng chính vì lý do này mà ngọn núi đó được gọi là Ngọn Hồ Lô, giống Ngọn Ngự Long đều là một trong những nơi trọng yếu nhất của trúc long đạo. Thế núi Hồ Lô không hiểm, cao chưa đến ngàn trượng, dưới chân núi có một dòng suối linh khí có phẩm chất cực cao, có thể nuôi dưỡng toàn bộ sinh linh trên núi. Thảm thực vật trên ngọn núi quanh năm xanh biếc, bốn mùa lúc nào cũng như mùa xuân. Bên ngoài ngọn núi này còn bao phủ một đại trận phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, được mở ra quanh năm, cho nên tất cả đệ tử trong môn dù nội môn hay ngoại môn Kể cả đã lâu năm nếu muốn tiến vào ngọn núi này, nhất định phải thông qua đại điện truyền tống dưới chân núi. Ngọn núi này sở dĩ phòng hộ nghiêm mật như thế, chỉ có một nguyên nhân, chính là toàn bộ đan dược ở trúc long đạo hầu như đều từ đỉnh núi này xuất ra. Ngoài ra, các luyện đan sư được đào tạo trong tông cũng cư trú ở ngọn núi này quanh năm. Ở ngọn núi Hồ Lô, địa đan sư có thể luyện chế đan dược phục vụ cho tiên nhân tất nhiên là những người có thân phận và địa vị cao nhất. Bình thường một tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ, với tốc độ tu luyện bình thường Ít thì trăm năm, nhiều thì vài vạn năm mới có khả năng đả thông một tiên khiếu, hơn nữa càng về sau, đả thông tiên khiếu lại càng khó khăn. Nhưng nếu có đan dược phù hợp với cảnh giới tương trợ thì tất nhiên có thể rút ngắn một lượng lớn thời gian. Chẳng qua luyện chế loại đan dược này, không chỉ cần linh thảo vài vạn năm làm tài liệu chính, thậm chí ngay cả tài liệu phụ cũng hiếm có và đắt đỏ. Nhiều tài liệu giá trị để luyện chế chung một lò đan dược như vậy, nhưng dù là địa đan sư kinh nghiệm phong phú, nếu không qua mấy mươi lần luyện thử, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương đây cũng là nguyên nhân chỉ có đại tông môn hoặc thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được địa đan sư lúc này hàn lập đang đi ra từ bên trong lâm truyền các bên cạnh ngọn hồ lô hắn đi tới chân núi vào một tòa đại điện có mái hiên màu vàng kim óng ánh đại điện này có quan hệ chặt chẽ với đại trận bao phủ ngọn hồ lô là nơi ra vào duy nhất của núi này hàn lập sau khi được nghiệm chứng thân phận của mình thì bước thẳng vào trong một tòa truyền tống trận một hồi bạch quang nhoáng lên hắn liền biến mất tại chỗ không thấy nữa. Không bao lâu, hắn xuất hiện trong đại điện màu đỏ thắm trên đỉnh núi. Trong điện bầy biện giống với hiệu thuốc ở phố phường, đều là hình thức trước tủ sau ô, chẳng qua là những ô vuông này chứa đan dược địa dai, có cấm chế rõ ràng. Trong đại điện có rất ít người, ngoại trừ hai trưởng lão chấp sự, chỉ có mấy người mặc trang phục trưởng lão nội môn đã tới trước để mua đan dược. Thấy Hàn Lập đến, một trưởng lão chấp sự trung niên, dáng người cao gầy, khuôn mặt hiền lành đi tới, mở miệng hỏi, tại hạ Diệp Nam Phong, là chấp sự của tiên dược các này, không biết đạo hữu cần gì. Tại hạ lệ phi vũ, muốn mua chút ít đan dược phụ trợ tu luyện. Hàn lập chấp tay nói, hóa ra là lệ đạo hữu lệ đạo hữu có cần ta đề xuất vài loại đan dược không? Diệp Nam Phong cười cười, nói, làm phiền rồi, Hàn lập gật đầu, đồng ý. Với tu vi lệ đạo hữu hôm nay, đan dược tỉnh tiến thích hợp nhất chính là thống nguyên đan. Mỗi bình có 10 viên, chỉ cần 200 điểm công trạng. Nếu yêu cầu dược hiệu cao hơn thì có Chấm Linh đan nhất định sẽ khiến đạo hữu không thất vọng. Chỉ có điều đan dược này có giá hơi cao một chút, một bình cần 500 điểm công trạng, đồng dạng cũng là 10 viên. Diệp Nam phong giới thiệu, Hàn Lập mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong giá cả quả thực cũng phải cả kinh. Hắn lúc trước vừa làm ba nhiệm vụ chấp sự ở cấp thông thường mà trên người chỉ có không đầy 500 điểm công trạng. Giá cả những đan dược này thực quá mắc đi, Chấm Linh đan này quả thực không rẻ. Hàn Lập nghe vậy, cười khổ nói đó là tất nhiên chấm linh đan này thì trong toàn bộ tông môn chỉ có đại sư hô môn mới có thể luyện được nên số lượng rất có hạn diệp nam phong cười giải thích hàn lập vừa nghe đến danh xương đại sư hô môn thì trong đầu không khỏi hiện lên lão đầu lôi thôi mặc đạo bảo sám trắng cả ngày không rời hồ lô rượu chẳng lẽ lão lại là một địa đan sư cấp cao sao lệ đạo hiếu nếu cả hai loại đó đều không thích hợp xuân lâm đan này dùng cũng được giá cả so với chấm linh đan thấp hơn một ít dược hiệu so với thống nguyên đan thì cũng đỡ hơn nếu nói về giá thì là tốt nhất diệp nam phong thấy hàn lập có chút xuất thần lên tiếng hỏi xin hỏi diệp trưởng lão trong tiên dược các còn có bán đan phương không hàn lập đột nhiên hỏi cái này chẳng lẽ lệ đạo hữu muốn tự mình luyện đan diệp nam phong nghe vậy sững sờ một chút vô thức hỏi a là như thế này tại hạ vừa mới biết một người vừa mới tiến cấp địa đan sư Đạo hữu đó đáp ứng ta là chỉ cần có thể cung cấp đủ đan phương và linh tài sẽ nguyện ý giúp ta thử luyện chế đan dược." Hàn Lập nói, Diệp Nam Phong sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng biết đối phương hẳn là muốn khuyên nhủ mình. Hắn mua đan phương và linh dược cho người nọ đi thử luyện, không bằng mua đan dược để cho mình dùng thì tốt hơn. Đan phương Thống Nguyên đan và Xuân Lâm đan đều có bán, chỉ có đan phương Chấm Linh đan chưa được đại sư hô môn cho phép nên không được bán ra. Nguyên nhân là do quan hệ thân hay sơ mà Diệp Nam Phong xoay chuyển lời, nói ra. Không biết hai loại đan phương này tốn bao nhiêu điểm công trạng. Hàn Lập hỏi, đan phương Thống Nguyên đan cần 50 điểm công trạng là được, Xuân Lâm đan thì cần 150 điểm công trạng. Diệp Nam Phong đáp, Hàn Lập sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ do dự, suy tư xem mua sắm loại đan phương nào có lợi hơn. Lệ trưởng lão tốt nhất hãy nhìn qua nguyên liệu sử dụng của hai đan phương này sau đó hãy quyết định chọn mua loại đan phương nào. Diệp Nam Phong thấy thế, cười nhắc nhở. Vậy làm phiền rồi, Hàn Lập nhẹ gật đầu. Diệp Nam Phong khẽ vẫy tay trong hư không một vòng, một quyển sách màu xanh liền hiện ra. Gã mở ra, tìm kiếm một chút, sau đó đưa sách cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp lấy nhìn vào thì thấy đúng là trên sách ghi chép danh sách nguyên liệu cần thiết luyện chế Xuân Lâm Đan. Một cây cầu long thảo năm vạn tuổi, ba đóa đoạn hải hoa năm nghìn tuổi, một vốc phong hố xa, bảy quả u la ba nghìn năm. Ngón tay Hàn Lập dò theo những cái tên này, lặng yên đọc lên một lần. Hắn phát hiện tổng cộng cần tới 15 loại linh dược, trong đó cực ít linh dược bình thường, phần lớn đều là cao cấp xa xỉ, hơn nữa năm tuổi ít nhất cũng là 3.000 năm. Diệp trưởng lão, không biết các tài liệu linh dược này bán như thế nào, vẫn là dùng điểm công trạng đổi à. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Nam Phong hỏi. Cũng không cần, trừ một vài linh dược đặc biệt quý hiếm có tuổi thọ cao phải sử dụng tiên nguyên thạch để mua, còn các linh dược khác có thể dùng tiên nguyên thạch hoặc linh thạch cực phẩm là có thể mua được. Diệp Nam Phong lắc đầu, nói, nếu muốn mua đủ một bộ dược liệu cho Xuân Lâm Đan này thì cần bao nhiêu linh thạch? Hàn Lập tiếp tục hỏi, trong đó cầu long thảo với tư cách tài liệu chính cần dùng tiên nguyên thạch chi trả, giá bán 7 miếng tiên nguyên thạch. Số linh dược còn lại cần ước chừng 2.000 linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng tiên nguyên thạch để trả. Diệp Nam Phong suy nghĩ một chút, nói, Hàn Lập nghe vậy, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu theo mức giá này mà tính toán thì hắn phải tiêu hết tất cả tiên nguyên thạch và linh thạch cực phẩm trên người cũng không mua được mấy bộ dược liệu cần thiết của đan này. Ngón tay hắn vân về trang sách, muốn lật tiếp thì Diệp Nam Phong mở miệng nhắc nhở. Vị trí thống nguyên đan gần phía trước, lệ trưởng lão lật vài trang về phía trước là có thể nhìn thấy. Hàn lập theo lời lật về phía trước hai trang sách quả nhiên thấy được danh sách linh dược cho thống nguyên đan. Lúc ánh mắt hắn rơi vào hàng đầu tiên trên đan phương một cây trúc linh thảo năm vạn tuổi, lông mày khẽ nhướng. Dược liệu này là tài liệu chính luyện chế thống nguyên đan, mà trong linh dược viên ở động phủ của hắn lại gieo trồng. Hơn nữa lúc trước cũng đã trồng vài cọc, năm tuổi cũng tương đối, vừa vặn có thể sử dụng. Hắn nhìn tiếp hơn 10 loại linh dược phụ trợ phía sau thì vận khí không tốt như trước. Chúng đều là linh dược hắn chưa từng gieo trồng qua, ngoại trừ trúc linh thảo, những linh dược còn lại thì cần bao nhiêu linh thạch. Hàn lập mở miệng hỏi, nếu trừ đi chủ dược trúc linh thảo, những linh dược còn lại cần 1.200 linh thạch cực phẩm diệp nam phong đáp hàn lập sau khi nghe xong trong nội tâm liền so sánh hắn lần này mua đan phương về coi như là lần đầu thử luyện chế địa đan không biết còn sẽ lãng phí bao nhiêu linh dược nếu chọn mua linh dược quý hơn để luyện chế xuân lâm đan nhất định là không hợp lý vậy thì đan phương thống nguyên đan vậy hàn lập đã quyết định mở miệng nói tốt mời đạo hữu đưa lệnh bài cho ta diệp nam phong nói ra hàn lập lật tay lấy ra lệnh bài trưởng lão đưa tới diệp nam phong tiếp nhận khấu trừ 50 điểm công trạng, rồi trả lại đan phương và lệnh bài. Ngoài ra, ta còn muốn mua tài liệu linh dược cần thiết luyện chế thống nguyên đan, trừ trúc linh thảo ra, các linh dược khác mỗi loại đều 10 bộ. Hàn lập lúc này cầm đan phương, cẩn thận xem xét, rồi chỉ trong chốc lát mở miệng nói. Với thân gia tích góp trên người hắn bây giờ, mua những linh dược này cũng chỉ còn thừa rất ít. Giao dịch xong, Hàn lập liền cáo từ một tiếng, rời khỏi ngọn hồ lô, trở về thẳng động phủ. Ba tháng trôi qua nhanh, lúc này, Hàn Lập hầu như không làm gì khác trong mật thất, đều một lòng tập trung nghiên cứu đan phương, cẩn thận cân nhắc suy diễn trong đầu từng chi tiết, từng bước luyện chế, diễn luyện việc luyện đan này trăm ngàn lượt trong đầu. Tuy lúc trước hắn đã có không ít kinh nghiệm luyện đan, nhưng đan dược có thành phần khác nhau thì quá trình luyện chế tồn tại quá nhiều chi tiết khác biệt. Những khác biệt này thường chính là nhân tố trọng yếu dẫn đến việc luyện đan thất bại. Cho nên, hắn liền muốn triệt để thấu hiểu mấy trang đan phương này, sau đó mới bắt tay vào luyện chế. Đến hôm nay, cuối cùng hắn mới quyết định bắt đầu thử luyện chế thống nguyên đan này. Ở trong mật thất, phía sau bồ đoàn có một án kỷ, phía trên để một lư hương, bên trong có đốt một que hương dài màu nâu xanh. Đầu que hương lóe lên một điểm hồng tinh, toát ra khói xanh lượn lờ, tản ra mùi hương làm lòng người yên tĩnh. Hàn lập đưa lưng về phía án kỷ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ cơ thể và tâm thần hợp nhất, không có nửa điểm tâm tư hỗn tạp, trên mặt đất phía trước người có một cái lô đồng màu tím, to hơn một xích, bên trên lô khắc hình những ngọn lửa, đường vân và phù văn theo phong cách cổ xưa. Bên cạnh trải một tấm vải gấm màu xanh, phía trên bầy trúc linh thảo và khoảng 10 loại linh dược. Lô đan này là lúc trước hắn lấy được từ trong động phủ thận nguyên thú, tuy mới chỉ nhìn qua phẩm chất nhưng hôm nay luyện chế thống nguyên đan có lẽ cũng được. chương 237, Pháp tắc luyện đan, Hàn lập thở nhẹ ra một hơi, bàn tay duỗi thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nhấc lên lư đồng màu tím được một cỗ lực vô hình nâng lên bay lơ lửng ở phía trước cách mặt đất ba thước sau đó chỉ thấy hắn há miệng phun một cái một đoàn anh hỏa lập tức từ trong miệng tuôn ra như một đám mây lửa ngưng mà không tán bao phủ lư đồng màu tím lại chỉ nghe một tiếng bốp phù văn mặt ngoài lư đồng và đám mây lửa cùng đồng thời sáng lên toàn bộ thân lò bắt đầu chuyển thành màu đỏ thẫm hàn lập thấy thế một tay xuất chiêu cọng trúc linh thảo nhẹ nhàng bay lên rơi vào lòng bàn tay của hắn sau một khắc cọng linh thảo trong lòng bàn tay sáng lên thanh quang. Một vòng xoáy thanh quang nhỏ từ từ bốc lên, truyền ra từng trận tiếng thét. Cọng trúc linh thảo trong lòng bàn tay hắn chịu tác động của vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn, rồi rất nhanh như bị mài ra, xé rách, nghiền nát thành bột mịn bởi cỗ lực lượng này. Theo một tiếng vang nhỏ, đột nhiên nắp lư đồng trong ngọn lửa mở ra, đám bột mịn do trúc linh thảo hóa thành lập tức bay vào trong đó. Hàn lập một tay phất lên, lư đồng lập tức xoay tròn trong lửa. Thời gian từng giờ trôi qua, trong mật thất cũng bắt đầu sinh ra mùi dược hương nồng đậm. Hàn Lập Thủy Trung vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào biến hóa của lò đan. Dựa theo ghi chép trên đan phương, hắn không ngừng thêm các linh dược khác vào trong đó, đồng thời không ngừng điều chỉnh nhiệt độ anh hỏa. Trọn vẹn sau một ngày một đêm, hỏa quang trong mật thất mới dần dần thu lại. Một tiếng keng vang lên, lưu đồng màu tím chậm chậm hạ thấp xuống mặt đất. Hàn Lập đứng dậy, đi đến bên cạnh lò đan, nhẹ nhàng vung tay mở nắp lư đồng ra, một mùi dược hương nồng đậm vô cùng lập tức phả vào mặt. Lông mày hắn cao lại, thân sắc trên mặt chứa vài phần khẩn trương, nhìn vào trong lư. Chỉ thấy bên trong lò đan đen nhánh, chỉ là một lớp bột thuốc chưa thành hình, không có bóng dáng nửa viên đan dược nào. Không ngoài sở liệu, lò đan dược luyện chế lần thứ nhất thất bại hoàn toàn. Hàn lập lấy thuốc bột trong lư đồng ra, để trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nhìn nát, rồi lại đưa tới trước mũi nhẹ nhàng hít vào, trong nội tâm mơ hồ hiểu được. Vừa rồi sợ là khống chế không tốt hỏa hầu, cho nên thời điểm đan dược ngưng kết, nhiệt độ không đủ cao, cuối cùng luyện chế thất bại. Đã minh bạch nguyên do trong đó, hắn cũng không phiền muộn, sau khi nghỉ nửa ngày, liền bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Hơn 10 ngày liền trôi qua, trong mật thất, trên mặt đất trước người Hàn Lập có 9 đống bột nhỏ màu đen, giống như 9 phần mộ nhô lên vậy. 9 lần luyện đan liên tiếp vừa rồi đều kết thúc trong thất bại. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng liên tục thất bại 9 lần, mà đều là do khống chế hỏa hầu không tốt không khỏi làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác chán nản, buồn bực. Lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần thời điểm ngưng kết đan dược, cứ việc tăng hỏa lực lên, cam đoan là đan dược có thể thành hình. Kết quả lại là đan dược vừa mới ngưng kết nhưng nhiệt độ quá cao, lại lần nữa tan ra hóa thành bột, hoặc là bị đốt cháy thành than. Cho nên, sau lần thứ 9 thất bại, Hàn Lập không tiếp tục luyện chế nữa, mà dừng lại cẩn thận suy nghĩ đối sách. Thời điểm đan dược ngưng kết trôi qua cực nhanh, vì thời gian quá ngắn nên muốn nắm giữ biến hóa của hỏa hầu khi đó hầu như là không thể được. Theo tình huống như vậy, chỉ sợ còn phải có kinh nghiệm ít nhất hơn 10 lần thất bại nữa mới có thể dần dần sờ đến một điểm ra lông. Bởi vậy có thể thấy địa đan sư quý giá như vậy cũng là có nguyên do cả. Dù sao bọn họ từng người đều dựa vào núi vàng núi bạc được tông môn cung cấp mà thành tựu. Nhưng vấn đề là trước mắt hắn căn bản không có nhiều dược liệu như vậy để cung cấp mà thí luyện. Chỉ cần hắn thất bại một lần nữa, tất cả linh thạch cực phẩm lúc trước đã tiêu phí sẽ xuống sông xuống bể hết. Làm thế nào mới có thể nắm chắc được thời cơ ngắn ngủn chỉ trong một cái chớp mắt này? Hàn lập xoa nhẹ mi tâm, bỗng nhiên linh quang hiện ra, trong mắt sáng lên một vòng thần thái khác thường. Chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên thanh âm ngâm tụng. Sau lưng hắn ô, ô, n, g một tiếng, hiện ra một viên luân màu vàng nhạt, ước chừng hơn một xích. Chính là chân ngôn bảo luân, phía trên bảo luân, 14 vòng thời gian đạo văn hơi mờ, chấp động linh động, tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc kỳ dị. Toàn bộ không khí lưu động trong mật thất đều trở nên chậm chạp. Hàn lập tâm niệm vừa động, cố hết khả năng khống chế phạm vi ảnh hưởng chấn động pháp tắc chỉ trong vòng hơn một trượng trước người để giảm bớt tiêu hao tiên linh lực. Tiếp theo, hắn há mồm phun một cái, một đoàn anh hỏa bay múa ra, nâng lò đan đồng đỏ lên, ở giữa không trung chậm rãi chuyển động. Chỉ thấy hỏa diễm bốc lên chung quanh lò đan, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều hàn lập thậm chí có thể chứng kiến quỹ tích chập trờn của từng ngọn lửa và từng đường vân sáng lên trên lò đan đỏ thẫm hắn bắt đầu thao túng linh dược hóa thành bột đưa vào trong lò luyện chế toàn bộ quá trình dưới tác dụng của chân môn bảo luân trở nên trì hoãn gấp ba cùng lúc đó biến hóa của linh dược trong lò cũng trở nên chậm lại thế cho nên thông qua minh thanh linh mục hàn lập có thể thấy rõ ràng mọi thứ lúc trước có vài chỗ không hiểu rõ thì giờ phút này cũng đều trở nên rõ ràng Hàn Lập thấy tình hình này lập tức thu chân ngôn Bảo Luân vào. Việc một mực duy chỉ vận chuyển Bảo Luân dù chỉ trong phạm vi hơn một trượng cũng khiến hắn chịu không nổi. Lúc trước hắn cơ bản đã nắm giữ được chút ít thời cơ mấu chốt ngưng đan, chỉ cần lần này thúc giục Bảo Luân đúng thời điểm đó hẳn là có thể bắt được thời cơ. Thời gian từ từ trôi qua, quá trình luyện chế vốn cần một ngày đêm, nay bị kéo dài gần gấp đôi. Hàn Lập luyện chế thống nguyên đan một lần nay như là luyện chế mấy lần, thu hoạch được cảm ngộ và lý giải còn nhiều hơn so với 9 lần trước cộng lại, đặc biệt là khống chế hỏa hầu tại thời điểm ngưng kết đan dược cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi ngọn lửa ngoài lò từ từ tắt, tâm niệm Hàn Lập vừa động, lần nữa thu chân môn bảo luân vào trong cơ thể. Hắn phát tay đưa lò đan đến trước người, mở nắp lò ra, có chút lo lắng, lại có chút chờ mong mà dốc ngược thân lò, đổ các vật bên trong ra. Chỉ thấy một đám bụi bặm màu xám đen từ miệng lò rào rào rơi vãi xuống. Ngay sau đó, có tiếng lăn của đan dược trên vách lò vang lên. Hàn lập vui vẻ, lập tức dốc ngược lò đan lên, đưa tay ra hứng. Chỉ thấy bảy tám viên đan dược tròn vo màu vàng lớn như long nhãn, nhanh như chất từ trong lò lăn xuống, lọt vào trong tay hắn. Dựa theo ghi chép trên đan phương, một lò thống nguyên đan thành công sẽ có 15-16 viên. Bởi vậy có thể thấy được, lần luyện đan này của Hàn Lập cũng không tính là hoàn toàn thành công. Tuy nhiên, Hàn Lập rất là thỏa mãn về lần này. Dù sao hắn vốn là lấy 10 lần luyện đan này làm thí nghiệm, cho nên có thể tích lũy kinh nghiệm được như vậy đã là việc cực kỳ không dễ dàng rồi. Mà có chân luân thời gian hỗ trợ, về sau xác suất thành công luyện chế đan này cũng sẽ tăng nhiều. Hắn cầm đan dược trong tay đánh giá, sau đó lấy ra một bình sứ bỏ đan vào, cuối cùng chỉ còn lại một quả, hắn đưa để vào trong miệng. Sau đó, hai mắt khép hờ, hàn lập lại tu luyện chân môn hóa luân kinh. Đan dược này rút cuộc có đạt hay không, còn phải khảo nghiệm qua cửa ải cuối cùng này. Hai tháng sau, phía dưới ngọn xích hà, từ trên không trung của Linh Điền có một thanh ảnh từ trên trời giáng xuống, hiện ra thân ảnh hàn lập. Đan dược lúc trước luyện chế ra có hiệu quả rất tốt, hắn liền một mực ở lại trong mật thất. Một mặt phục dụng đan dược, một mặt hắn tiếp tục tu luyện. Tốc độ rõ ràng tăng nhanh, cho đến hôm nay hắn mới xuất quan. Bên trong Linh Điền, bọn người tôn bất chính vẫn đang bận rộn. Mộng Vân Quy bất ngờ đã trở về, cũng đang bận rộn trong đó khu vực lân cận xung quanh Linh Điền ở ngọn núi Xích Hà đã được cưu sửa hơn phân nửa. Từng vùng được sắp xếp song song chỉnh tề, cũng tương đối rộng lớn. Hỏa trướng đã biến mất, hoàn cảnh đã khôi phục, địa mạch Linh Điền nơi đây đã khôi phục bình thường, không như lúc trước chỉ có thể gieo trồng linh tài hỏa thuộc tính. Hàn lập âm thầm gật đầu, Linh Điền nơi đây gần chủ linh mạch của ngọn Xích Hà, tràn đầy linh lực, gieo trồng một ít linh dược hẳn là sinh trưởng sẽ nhanh hơn. Hắn hạ xuống vô thanh vô tức, đám người mộng vân quy không phát hiện ra nhưng do hắn không ẩn nấp nên rất nhanh có một người phát hiện ra trưởng lão đại nhân người đó vội vàng hành lễ những người khác nghe được âm thanh lập tức thấy được hàn lập ở trên không vội vàng thả các đồ vật trong tay ra nhất tề hành lễ lệ trưởng lão ngài đã trở về đám người mộng vân quy tôn bất chính ở cùng hàn lập đến nay mơ hồ biết rõ một chút tính tình của hàn lập nói chuyện cũng không cứng nhắc như trước nữa ơ ờ, ta vừa mới trở về thuận tiện sang đây xem các người cứ tiếp tục làm việc, Mộng Vân Quy đi theo ta. Hàn Lập khoát tay áo cho mọi người tiếp tục làm việc, rồi quay người bay về núi. Mộng Vân Quy vâng một tiếng, rồi bay theo. Sau một lát, hai người tới động phủ. Những năm qua, người ở bên ngoài vì ta mà hối hả ngược xuôi. Thật vất vả cho ngươi rồi, thu hoạch như thế nào? Hàn Lập không nói lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Lệ trưởng lão nói gì vậy, có thể làm việc cho ngài, đệ tử vinh hạnh còn chưa kịp, đâu có cảm thấy vất vả, đúng rồi đây là thu hoạch những năm này mời trưởng lão xem qua mộng vân quy vội vàng nói sau đó lấy ra pháp khí chữ vật cung kính dâng lên hàn lập hàn lập tiếp nhận pháp khí chữ vật thần thức chui vào trong đó sau một lát trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc gật đầu nói làm không tệ lúc trước hắn để cho mộng vân quy đi tìm hạt giống linh dược chẳng qua chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào không ôm hy vọng quá lớn dù sao tu vi mộng vân quy còn quá thấp cấp độ có thể tiếp xúc rất là có hạn. Nhưng mà thu hoạch của Mộng Vân Quy vượt xa hắn dự đoán. Những hạt giống tìm được mỗi một loại đều có chút bất phàm, trong đó có không ít loại là phụ dược cần có để luyện chế thống nguyên đan. Nếu gieo trồng những hạt giống này xuống, sau này luyện chế thống nguyên đan có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch. Trừ loại đó ra, hắn còn phát hiện trong đó mấy hạt giống lạ, thoạt nhìn như là bằng đá, mặt ngoài của nó có đường vân phân bố giống đá hoa cương, bên trong lại truyền ra từng sợi khí tức sinh mệnh. Lệ trưởng lão quá khen, vãn bối cũng chỉ là may mắn. Mộng Vân Quy khiêm tốn nói, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vui mừng. Hàn Lập trầm ngâm một lát, phất tay lấy ra một ít hạt giống giao cho Mộng Vân Quy, trong đó có vài loại là do Mộng Vân Quy tìm được, còn có một vài loại là lấy trên người hắn. Đem những hạt giống này gieo trồng trong linh điền dưới chân núi, chăm sóc tốt cho ta. Hắn nói, vâng, đệ tử minh bạch, Mộng Vân Quy tiếp nhận hạt giống, nói, còn nữa, việc tìm kiếm hạt giống cũng không thể trì hoãn, tiếp tục tiến hành. Món pháp bảo này ta ban cho người phòng thân, Hàn Lập lại lấy ra một túi chữ vật giao cho Mộng Vân Quy, phân phó. Đa tạ trưởng lão, ngài cứ việc yên tâm, Vân Quy nhất định không làm nhục sứ mạng. Mộng Vân Quy lập tức đáp ứng, sau đó quay người rời đi. Hàn Lập đứng đó một lúc lâu, quay người đi vào dược viên trong động phủ. Hắn lấy ra mấy hạt giống, trong đó có loại như con run, có loại trong suốt như ngọc nhìn như ngọc châu bình thường, còn có hạt lớn như đậu Hà Lan, mặt ngoài gồ ghề, nhìn phẳng phất như một cục đất nhỏ. Những hạt giống này chính là linh tài phụ liệu cần thiết để luyện chế thống nguyên đan và xuân lâm đan. Hàn Lập cẩn thận gieo các hạt giống này xuống, dùng linh dịch đổ vào, bận rộn gần nửa ngày mới dừng tay. Ngắm nhìn dược viên từ từ mở rộng, Hàn Lập không khỏi lộ ra một chút vui vẻ. Sau đó, hắn gọi cử viên khôi lỗi lại, dặn dò nó chăm sóc tốt những hạt giống vừa mới gieo trồng, rồi quay người ra khỏi linh dược viên. chương 238, xấu hổ vì ví rỗng. Sau khi trở lại mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, ý niệm trong đầu chuyển động. Hắn tự mình luyện chế ra nửa lò thống nguyên đan có dược hiệu không tệ cho nên hai tháng tu luyện này tương đương gần 10 năm tu luyện tiếp theo, nhưng muốn duy trì tốc độ này, phải bỏ ra không ít chi phí. Nếu như hắn đã thử nghiệm luyện chế đạt rồi, hơn nữa dưới sự phụ trợ của chân môn bảo luân, xác suất thành công cũng không tệ. Chính vì thế đương nhiên hắn sẽ không dùng điểm công trạng đổi trực tiếp vì dù sao điểm công trạng có thể dùng cho việc quan trọng khác. Do đó, nguyên vật liệu luyện chế là vấn đề mấu chốt. Trường Thiên Bình hiện tại ngoài việc cô động tinh hạt bảo đảm cho hóa thân địa trích cô động trọng thủy, thì dùng để thúc dục trúc linh thảo là đã đến cực hạn, chỉ sợ không cách nào thúc dục quá nhiều dược liệu phụ. Vì vậy, đại bộ phận tài liệu vẫn phải dựa vào mua sắm. Nhưng trên người hắn bây giờ không còn bao nhiêu linh thạch, bán một vài chiến lợi phẩm trước kia đi cũng có thể gom góp ra một ít, nhưng dù sao không phải kế lâu dài, không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện tiếp theo. Hàn Lập trầm ngâm một lát, lật tay lấy ra mặt nạ màu xanh của vô thường minh kiếm linh thạch có rất nhiều cách nhưng sau khi cân nhắc tình hình hiện tại thì hắn thấy chấp hành nhiệm vụ vô thường minh để kiếm thủ lao vẫn là nhanh nhất và ổn thỏa nhất trong tông môn tuy rằng có rất nhiều nhiệm vụ có thể kiếm linh thạch nhưng như vậy rêu giao năng lực quá mức hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực trong tông tránh dẫn tới những phiền toái không cần thiết so sánh hai bên thì nhiệm vụ vô thường minh ban thưởng cao hơn một chút đang cân nhắc hào quang màu xanh trên mặt nạ nổi lên ngưng tụ thành màn sáng màu xanh. Hắn nhìn ngục nhiệm vụ, rất nhanh tìm được một vài nhiệm vụ gần Trúc Long Đạo. Số lượng nhiệm vụ không ít, có nội dung đa dạng, trừ một vài nhiệm vụ cầu mua linh tài, đan dược, linh bảo, còn có không ít nhiệm vụ săn giết yêu thú, thậm chí là nhiệm vụ tìm kiếm hoặc ám sát một vài nhân vật. Tuy nhiên những nhiệm vụ này đều thuộc loại nhiệm vụ thông thường, có một số nhiệm vụ đặc biệt thu hút sự chú ý của Hàn Lập. Ví dụ như có người triệu tập mấy địa đan sư luyện chế một loại đan dược, hoặc mời một vị chân tiên tinh thông trận pháp cấm chế để phá giải cấm chế tại một di tích, thậm chí còn có người triệu tập rất nhiều chân tiên đi vây công một tu sĩ nào đó có thân phận không rõ. Hắn chợt nhìn hơi chậm lại, thấy một nhiệm vụ, trên mặt không nhịn được hiện ra một tia cổ quái. Nhiệm vụ đó rõ ràng là tìm kiếm tung tích thiên nam đệ nhất kiếm tu. Ban thưởng cho nhiệm vụ cũng không ít, cung cấp tin tức nhất định cũng có thể được thù lao không nhỏ. Hàn lập cười hắc hắc, con mắt híp lại, trầm ngâm. Ngày đó sau khi khảo thí, Mọi người rời đi rất nhanh, hẳn là không ai phát hiện ra Hàn Lập khắc chứ. Chắc là sau này người của Ngọn Thiên Kiếm mới phát hiện ra trò đùa của hắn. Như vậy tức là tuyên bố nhiệm vụ này hẳn là người của núi Thiên Kiếm, hơn nữa với thân phận để có thể vào Vô Thường Minh thì khả năng chính là Hùng Sơn rồi. Đoán chừng là gã ta sau đó đã phát hiện ra, rồi sau khi cân nhắc có thể nghĩ rằng tên Thiên Nam Đệ nhất kiếm tu đã cướp đi hơn phân nửa phi kiếm của gã. Chính xác là hắn đã đoán đúng chẳng qua là hắn chưa bao giờ nói ra sự tình mình ở thiên nam tại nhân giới với người ngoài đương nhiên không cần lo lắng bị phát hiện tuy nhiên hùng sơn có thể tuyên bố nhiệm vụ ở vô thường minh điều đó có nghĩa là hơn phân nửa gã ta có thể là một thành viên vô thường minh hoặc ít nhất là quan hệ với vô thường minh nếu là như thế chỉ sợ gã ta ở trong minh có thân phận không thấp bởi vậy có thể thấy thế lực vô thường minh thật sự là vô cùng lớn ngoài ra còn có người tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm tung tích bạch phụng tiên Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi nghĩ đến Bạch Tố Viện. Hàn Lập lắc đầu, không suy nghĩ nhiều về chuyện này, chuyên tâm tìm kiếm nhiệm vụ mình quan tâm. Một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào một nhiệm vụ săn giết, đến một chỗ là thiên hàn trì, săn giết một con yêu thú hàn đồn tu vi chân tiên, mang thi thể về. Ban thưởng khá hậu hĩnh, chừng 4.000 linh thạch cực phẩm. Hàn Lập từng thấy trong điển tịch trúc Long Đạo thì thiên hàn trì nằm ở cực bắc đại lục Trung Minh, ở tiết phía bắc của dãy núi Huyền Băng. Đây là một hiểm địa nổi tiếng ở đại lục cổ vân, nghe nói từng có không ít cường giả chân tiên vẫn lạc ở đó. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy tháng sau, ở cực bắc đại lục cổ vân, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều một màu trắng xóa. Vài tòa núi cao chót vót sừng sững đứng yên dưới gió tuyết đầy trời quật mạnh. Một bóng người màu xanh từ phía chân trời xa bay vụt đến, đáp xuống một đỉnh núi tuyết, hiện ra một đại hán trung niên da mặt cháy vàng. Người này chính là Hàn Lập, đang dùng mặt nạ vô thường minh biến đổi dung mạo. Trong gió tuyết nhìn về phía trước là một hồ nước to lớn vô cùng, căn bản nhìn không thấy bờ. Trong hồ hiện ra màu nước đen kịt như mực, vô cùng quỷ dị. Điều quỷ dị là nhiệt độ xung quanh thấp như vậy nhưng nước hồ lại không đóng băng. Theo từng cơn gió, từng làn sương mù màu đen bốc lên, trôi nổi trên mặt hồ. Loại sương mù màu đen này tản mát ra khí lạnh rét thấu xương, còn lạnh hơn nhiều so với gió lạnh ở xung quanh. Nơi này chính là thiên hàn trì. Hàn lập trong gió tuyết dừng lại một chút, sau đó độn quang bay vào giữa Thiên Hàn Trì. Nơi đây nhìn như phải chịu cái rét lạnh vô cùng khắc nghiệt khiến vạn vật tiêu điều nhưng kỳ thật không phải vậy. Bên trong Thiên Hàn Trì quả thực có không ít thiên tài địa bảo, còn có linh vật đặc sản giá trị không kém. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành nơi thu hút nhiều người đến thám hiểm đến như vậy. Nhưng dưới mặt nước màu đen có không ít yêu thú kỳ dị chịu rét sinh sống, thực lực cường đại người tới đây tầm bảo mặc dù tu vi không kém nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ chết yểu trong miệng yêu thú như thường hàn lập phi độn trên mặt nước hướng về phía trước con mắt chăm chú nhìn mặt hồ dường như đang tìm kiếm thứ gì trong lúc đó trên mặt nước phía trước cách hơn trăm trượng bỗng vang lên một tiếng ào một con yêu thú dài năm sáu trượng bắn ra lao thẳng tới hàn lập con thú này như cá sấu quanh thân bao trùm lân giáp màu đen có một cái miệng lớn dính máu hàm răng lô nhô trắng ẩn một đôi mắt màu vàng to tròn mọc trên đỉnh đầu, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Miệng khổng lồ của nó táp tới thân thể Hàn Lập, định cắn hắn thành hai đoạn. Hàn Lập không biến sắc, tay nhấc lên, một đạo thanh quang hiện ra. Thân hình hải thú màu đen đang bay nhào đến đột nhiên cứng ngắc, dừng lại giữa không trung. Thân ảnh Hàn Lập không dừng, xuyên thẳng giữa hai hàng răng nhọn của quái thú. Thân thể quái thú từ đầu tới đuôi hiện ra một đường chỉ đỏ, lập tức một tiếng rẹt xé rách ra vô số máu tươi sen lẫn nội tảng từ trên trời rất xuống rơi vào trong nước hàn lập không để ý tới tình huống phía sau tiếp tục bay về phía trước trong nháy mắt biến mất trong sương mù ở thủy vực hắn phi độn mấy canh giờ dần dần xâm nhập sâu trung tâm thiên hàn trì càng xâm nhập vào sâu thiên hàn trì nhiệt độ càng xuống thấp một ít yêu thú kỳ lạ sinh hoạt trong nước càng ngày càng lợi hại thậm chí có thực lực hợp thể trở lên thỉnh thoảng tập kích chẳng qua vài con yêu thú này đối với hàn lập mà nói đương nhiên không coi vào đâu giơ tay nhấp chân là đuổi đi ngay ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời thân thể rừng phi đột con mắt chăm chú nhìn đáy hồ rất nhanh phất tay lên một đạo thanh quang bắn ra chui vào trong nước sau một lát một tiếng ảo một vật đen xì bị thanh quang bao bọc bay ra là một nhúm rong biển tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đấy là hắc tinh tảo là loại rong biển mọc đầy ở chỗ này dưới đáy hồ hắc tinh tảo chính là đồ ăn mà hàn đồn yêu thích nhất diện tích hắc tinh tảo ở đây lớn như vậy tất nhiên sẽ hấp dẫn nó tới đây ăn. Hàn lập ném nhúng hắc tinh tảo đi, lật tay lấy ra một vật màu lam kích cỡ cối say, là một loại nội tạng yêu thú tỏa ra mùi cay rất đậm. Đây là nội tạng của yêu thú có tên là tượng tỷ thú, rất hấp dẫn hàn đồn. Trước khi xuất phát, hắn hao tốn một khoản linh thạch để đổi lấy tại vô thường minh. Hắn lấy ra một phù lục màu trắng, điểm một cái. Phù lục hóa thành một đoàn bạch quang, chui vào nội tạng màu lam, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập phất tay ném nội tạng màu lam vào trong làn nước đen thui. Két két, khí lạnh thấu xương lập tức bao lấy nội tạng màu lam, khiến nó trong nháy mắt đông lại thành một cục băng cứng màu đen, chìm xuống đáy. Tuy rằng bị đông kết nhưng hương thơm của nó lại không hề giảm đi, mà phiêu tán ra chung quanh. Phù lục màu trắng đó là cảm ứng phù, chỉ cần có yêu thú cắn nuốt chỗ nội tạng đó thì lập tức hắn sẽ biết. Hàn Lập không dừng lại ở chỗ này, tiếp tục bay về phía trước. Thiên Hàn chỉ rất lớn, Hắn tất nhiên không đặt hy vọng ký thác vào một mảnh hắc tinh tảo ở chỗ này. Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập lại tìm được một chỗ hắc tinh tảo khác. Hắn lại bào chế ra một phần nội tạng tượng tỷ thú mang theo cảm ứng phù để lại đó, rồi tiếp tục đi tới. Nửa tháng sau, lúc này, hắn đã tìm được mấy chục chỗ hắc tinh tảo, mỗi một chỗ đều để lại một miếng nội tạng của tượng tỷ thú. Hàn Lập ngừng tìm kiếm chỗ hắc tinh tảo khác, mà ẩn nấp ở khu vực trung tâm của mấy chục chỗ hắc tinh tảo kia. Cũng không phải là hắn không muốn tìm nữa mà là số nội tạng tượng tỷ thú đã dùng hết rồi. Hơn nữa mồi nhử đã bỏ ra khá nhiều rồi, tiếp theo chính là kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày hai tháng sau, một chỗ thủy vực vang lên một tiếng nổ động trời, truyền ra ngoài mấy ngàn dặm. Mặt nước kịch liệt run rẩy, sóng biển nổi lên mấy trăm trượng, cao ngập trời, vỗ ra bốn phía, giữa không trung tầng mây cũng cuồn cuộn. Khu vực trung tâm của con sóng cả, Hàn Lập chiến đấu với một con yêu thú cá nóc màu xanh đen. Con thú này không lớn, chỉ dài có hai ba mươi trượng trên thân thể mọc gai xương màu lam đen cái đuôi nó lại giống như đuôi bò cạp vung vẩy như thiểm điện hắc khí cuồn cuộn nồng đậm quấn quanh con thú này trong đó thỉnh thoảng hiển hiện các hư ảnh mặt người hoặc mặt thú không ngừng vặn vẹo dẫy ruộa thoạt nhìn quỷ dị vô cùng con thú này chính là hàn đồn một cỗ khí thức khổng lồ từ trên người nó phát ra thình lình đạt đến cấp bậc chân tiên miệng yêu thú cá nóc không ngừng phát ra âm thanh quái dị như tiếng thuốc thiết nỉ non của trẻ sơ sinh từng đạo lam quang to lớn từ phần đuôi vung vẩy bắn ra giống như mưa to gió lớn đánh tới hàn lập mỗi một đạo lam quang đều ẩn chứa khí thức pháp tắc nhè nhẹ bên trong phạm vi mấy ngàn dặm bị một cỗ hơi thở vô cùng lạnh lẽo bao phủ trong hư không hiện ra vô số băng hoa và tảng băng màu trắng dường như hư không cũng bị đóng băng như thường hàn lập không để ý tới khí lạnh chung quanh hai đạo kiếm quang màu xanh to lớn bay múa quanh người như dao long uốn lượn hợp thành một tầng lưới kiếm ngăn cản các đạo lam quang đang bay tới Chương 239, Cuồng nhân, trong mắt Hàn Đồn hiện ra vẻ kinh nộ, dồn dập gào to thét vang dội. Bổn mạng của nó là khí lạnh vô cùng lợi hại, trong lúc không ai hay biết xâm nhập cơ thể địch nhân, vừa mới bắt đầu đã đứng ở thế bất bại. Nhưng mà tu sĩ nhân loại trước mắt này một chút cũng không bị khí lạnh ảnh hưởng. Lúc này, trong cơ thể Hàn Lập trọng thủy chân luân chậm chậm chuyển động. Khí lạnh bên ngoài tràn vào trong cơ thể hắn đều bị chân luân hấp thu. Một tay hắn chảo ra, bốn đạo phi kiếm màu xanh lập tức tỏa ra kiếm quang sáng rực, phóng to gần trăm trượng, xoay tròn giao thoa lẫn nhau. Vô số kiếm ảnh màu xanh hiện ra, quấy nát lam quang bay đến. Ngay sau đó, tay Hàn lập dẫn động kiếm quyết, bốn đạo kiếm quang to lớn lập tức hợp làm một, hóa thành một cự kiếm ngàn trượng. Mặt ngoài kiếm hiển hiện từng đạo hồ quang điện màu vàng to lớn, chém mạnh vào Hàn Đồn. Hàn Đồn run lên, cực kỳ kinh hãi hồ quang điện màu vàng miệng nó há to phát ra một tiếng kêu bén nhọn hư không xung quanh hiện ra những gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được hư không bị gợn sóng làm cho mãnh liệt ngừng lại tựa hồ như bị một cỗ lực lượng kỳ dị giam cầm hàn lập cảm thấy thân thể bị siết chặt không thể cử động lôi kiếm màu vàng cũng đột nhiên đứng yên ở không trung hàn đồn gầm nhẹ một tiếng gai xương trên người đột nhiên sáng ngời Xương mù màu đen xung quanh lập tức bắn ra hóa thành một con cự mãnh màu đen to lớn đánh tới hàn lập hàn lập hơi kinh ngạc nhưng lập tức hử lạnh một tiếng. Trên người đột nhiên hiện ra thủy quang màu đen to lớn, ngưng tụ thành một hư ảnh viên luân khổng lồ, mạnh mẽ xoay tròn. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ hư ảnh viên luân màu đen tuôn ra, nghiền nát lực lượng trói buộc hư không chung quanh. Lôi kiếm màu vàng lập tức khôi phục tự do, chém mạnh xuống cự mãng màu đen. Tiếng xùy xùy vang lớn, từng đạo hồ quang điện màu vàng quấn quanh cự mãng màu đen, tạo ra âm thanh ầm ầm. Cự mãng gào thét, thân hình khổng lồ bụp một tiếng nổ tung, hóa thành vô số làn khói đen phiêu tán. Hàn đồn thấy vậy, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, trên người tỏa sáng hào quang xanh đen, quay người bỏ chạy về phía xa. Hừ, Hàn đồn vừa nghe tiếng hừ lạnh, trong óc đột nhiên bị một trận đau nhức kịch liệt, phảng phất như bị một cái rùi nung đỏ đâm mạnh vào. Nó không khỏi phát ra một tiếng hét thảm, thân thể đang phi độn lập tức dừng lại. Sau một khắc, một kiếm ảnh màu vàng hiện ra, chui vào trong miệng Hàn đồn, sau đó xuyên thủng lưng phóng ra vô số máu tươi màu lam từ hai vết thương khổng lồ tuôn ra thành hai dòng suối máu màu lam thần thái trong mắt hàn đồn nhanh chóng trở nên ảm đạm u ám nguyên anh trong cơ thể nó không kịp thoát ra bị kiếm khí trực tiếp tiêu diệt hàn lập đánh ra một chiêu lôi kiếm màu vàng xé gió bay vụt về lóe lên hóa thành bốn thanh phi kiếm chui vào trong cơ thể tiếp theo tay kia của hắn vung lên một cỗ lam quang bắn ra bao phủ thi thể hàn đồn một tiếng két két bề ngoài thi thể to lớn của hàn đồn lập tức hiện lên một lớp băng cứng màu lam máu tươi liền ngừng chảy nhiệm vụ là mang cỗ thi thể này về cho nên không thể để nó chảy mất quá nhiều máu tươi hàn lập phất tay thu thi thể hàn đồn vào tiếp theo không chút dừng lại chút nào thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang bay về hướng xa một gian mật thất tại trạch viện của một tòa thành trì vắng vẻ nào đó ở đại lục cổ vân một gã nam tử trung niên mặc nho bào bộ dạng như thầy giáo đang khoanh chân ngồi trước một cái lò đan đỏ thẫm hai tay bấm niệm pháp quyết khống chế lò lửa luyện đan. Lò đan chợt rung lên, bên trong vang lên một âm thanh nặng nề, tiếp theo tỏa ra một mùi khét lẹt. Sắc mặt trung niên nheo bào trầm xuống, lập tức thở dài. Vào thời khắc này, trên người gã chợt sáng lên một đạo thanh quang. Gã trung niên thấy vậy, phất tay lấy ra một mặt nạ hồ ly màu xanh, đeo lên trên đầu. Theo quang mang màu xanh hiện ra, trước người gã ngưng tụ thành một màn sáng to lớn. Tiếp theo trung tâm hào quang lóe lên, một cái túi chữ vật hiện ra. Ồ, nhiệm vụ này tuyên bố mới mấy năm mà nhanh như vậy đã hoàn thành rồi. Nam tử nho bảo có chút kinh ngạc thì thảo tự nói một câu, một tay chảo về hư không phía trước, hút túi chữ vật vào trong tay. Một cỗ thi thể hàn đồn khổng lồ lập tức xuất hiện trước mắt. Thủ đoạn thật là gọn gàng, mặc dù là ta chỉ sợ cũng không cách nào đánh chết con thú này mà bảo trì thi thể hoàn hảo như vậy. Sao thập ngũ, trước kia chưa nghe nói qua người này, xem ra là một nhân vật lợi hại. Nam tử nho bảo có chút tấm tắc, nói cùng lúc đó trong động phủ ngọn núi xích hà hàn lập đang đeo mặt nạ vô thường minh màn sáng màu xanh lóe lên trước người một cái túi chữ vật hiện ra hắn lấy túi chữ vật rồi bấm niệm pháp quyết trên mặt đất ao một tiếng hư không xuất hiện một đống linh thạch cực phẩm hàn lập kiểm tra qua số lượng trên mặt lộ vẻ hài lòng phất tay thu linh thạch lại sau đó tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ một nơi ở đại dương lôi bạo không trung dày đặc mây đen từng tia sấm chấp to lớn tán loạn trong mây thỉnh thoảng lại có một tia sấm sét đánh xuống đại dương. Ở một chỗ sâu trong đại dương, gần một hòn đảo, có mấy vòng hào quang to lớn giao thoa nhau, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, át đi cả tiếng sấm sét gần đó. Thỉnh thoảng có từng vệt công kích tứ tán bay ra, khuấy động long trời lở đất mặt biển và bầu trời. Song phương kịch chiến, một bên là năm tu sĩ chân tiên mang năm mặt nạ, đều là mặt nạ vô thường minh, hai người mặt nạ màu xanh, ba người khác mặt nạ màu lam. Một bên khác là một đàn rơi điện, chừng gần trăm con mỗi con đều dài chừng 10 trượng, có lôi điện màu tím vần quanh thân. Con nào cũng đều tản mát ra khí tức không kém tu sĩ đại thừa, miệng phun ra từng luồng lôi điện to dài. Chúng đang giao chiến với năm tên tu sĩ vô thường minh. Mặc dù số lượng rơi điện nhiều, nhưng năm gã tu sĩ vô thường minh thực lực không tầm thường, đều sử dụng pháp bảo có uy lực cực lớn, đang chiếm thượng phong, liên tục đánh chết từng con rơi điện. Hắc quang lóe lên, một thanh trường mâu màu đen đâm vào thân thể một con rơi điện phía trên trường mâu lóe lên hồ quang điện màu bạc lần theo vết thương do trường mâu tạo ra tràn vào trong cơ thể con rơi điện. Một tiếng bụp, thân thể con rơi điện này nổ tung, một viên châu màu tím sáng long lanh hiện ra. Một nam tử áo bảo xanh nhanh như điện phóng tới, phất tay bắt lấy viên châu. Người này trên mặt đeo mặt nạ đầu châu màu xanh, trên đó viết ba chữ nhỏ giao thập ngũ. Động tác hắn không ngừng chút nào, thoáng một cái lại nhào vào trong đàn rơi điện cách đó không xa, cánh tay rung lên. Mặt ngoài trường mâu màu đen tỏa ra lôi quang sáng rực, rồi đâm thẳng tới, lại xuyên thủng thân thể một con rơi điện. Chi, chi chi, bầy rơi điện gần đó giận dữ, gào rú phẫn nộ. Từng tia lôi điện màu tím to dài từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, hung hăng đánh vào nam tử áo xanh. Chúng chẳng chịt đến mức căn bản không có chỗ để trốn. Ánh mắt người này không đổi, phất tay thu hồi lôi tinh trong cơ thể con rơi điện kia. Trên người hắn lại sáng rực lôi quang màu bạc, hình thành một vòng bảo hộ màu bạc, đón nhận tất cả các tia lôi điện xung quanh oanh kích tới. Vòng bảo hộ màu bạc không ngừng run rẩy, nhưng cũng không biết là dùng loại thần thông nào mà không có chút dấu hiệu nào sẽ vỡ. Nam tử áo xanh nhoáng một cái, đánh tới một con rơi điện tiếp theo. Trường mâu màu đen trong tay hắn huyễn hóa ra từng đạo mâu ảnh. Hắn như hổ giữa bầy dê, sau mấy hơi thở lại đánh chết bốn năm con rơi điện. Bốn người còn lại thấy nam tử áo xanh dũng mãnh như vậy thì đều líu cả lưỡi. Một vài con rơi điện riêng lẻ công kích bọn họ thì không tính là mạnh, thậm chí bị 4 năm đạo công kích đồng thời đánh chúng cũng không vấn đề gì, nhưng một khi nhiều hơn vài đạo thì sẽ không giống nhau. Dù sao lôi điện lực khi hội tụ cùng một chỗ, thì uy lực không thể xem thường. Nhưng mà nam tử áo xanh này không hề cố kỵ, một phen sung phong liều chết, đánh cho đàn rơi điện đại loạn. Bốn người vội vàng cùng ra tay, thừa cơ săn giết một vài con rơi điện lạc đàn. Gần nửa canh giờ sau, Màu ảnh màu đen chợt lóe lên, xuyên thủng một con rơi điện cuối cùng. Một tiếng bụp, thân thể con rơi điện nổ tung, hiện ra một viên châu màu tím lại bị nam tử áo xanh thu vào. Đến lúc này, gần trăm con rơi điện bị nam người chém giết toàn bộ. Chẳng qua là hầu như một nửa số rơi điện đều chết trong tay nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh thở nhẹ một hơi, cũng không nhìn những người khác một lần nào, trên người lóe lên lôi quang màu bạc, bay về phía xa. Bốn người kia nhìn nhau một cái, cũng không nói một lời liền rời đi. Một chỗ ở đại dương lôi bạo lóe lên điện mang màu bạc. Thân ảnh nam tử áo xanh hiện ra, thanh quang trước mặt tỏa sáng, ngưng tụ thành một màn sáng màu xanh. Người này phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo thanh quang từ trong màn sáng bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh mơ hồ. 47 quả tinh châu của rơi điện, Hàn Lập phất tay lên, hiện ra một đống lôi châu màu tím nhỏ. Đúng vậy, dựa theo nhiệm vụ quy định là 47 khối tiên nguyên thạch. Hư ảnh mơ hồ nhẹ gật đầu, Hàn Lập trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, một tay phất lên, một đống nhỏ tinh châu rơi điện bay vào trung tâm trận pháp màn sáng, rồi lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, trong trận pháp lóe lên hào quang, một đống nhỏ tiên nguyên thạch hiện ra. Hàn Lập phất tay thu hồi tiên nguyên thạch, lại tiếp tục nhìn về mục nhiệm vụ trên màn sáng màu xanh. Một ngày ba năm sau trên ngọn xích hà, một đạo thanh quang từ đằng xa bay vụt đến, sau mấy hơi thở, lặng yên không một tiếng động hạ xuống đỉnh núi. Thanh Quang Thu lại hiện ra thân ảnh Hàn Lập, sắc mặt có chút trắng xám. Không làm kinh động bất cứ ai, hắn tiến thẳng vào động phủ. Trong mật thất, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mặt nạ vô thường minh, màn sáng màu xanh liền hiện ra. Hàn Lập lập tức lấy ra ba lệnh bài màu đen, mặt trên mỗi cái đều khắc họa một đồ án ác quỷ màu đen. Đây là thu hoạch của hắn cho lần chấp hành nhiệm vụ vô thường minh này. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó truyền tống ba lệnh bài đi. Sau một lát, hơn 30 khối tiên nguyên thạch truyền tống trở lại. Hàn Lập dùng thần thức quét thoáng qua, rồi thu tiên nguyên thạch vào, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc khác thường. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là chém giết một đám tu sĩ tà đạo chiếm giữ tại Biên tùy Đại Lục cổ vân. Đám này giỏi về thúc dục trận pháp bí thuật, có chút khó chơi, cho nên hắn liên thủ hành động cùng 6 người trong minh, cơ bản đều là thành viên cao cấp mang mặt nạ màu xanh. Mà trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, hắn quan sát ngẫu nhiên phát hiện một tình huống trong mấy người này, đại bộ phận đều là tu sĩ trúc long đạo, đặc biệt người dẫn đội lần này từng thi triển ra một bộ phi kiếm tuyệt đỉnh, dễ dàng đánh chết gã thủ lĩnh tà tu chân tiên trung kỳ. Đối với người dẫn đội này, Hàn Lập mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Thực tế đối phương sử dụng phi kiếm nên khiến cho hắn nghĩ tới Phó đạo chủ Hùng Sơn. Mặc dù đối phương dùng mặt nạ vô thường minh che giấu khí tức, hắn vẫn có dự cảm này. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, rồi Hàn Lập liền loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu, không có nghĩ đến nữa người kia có phải là Hùng Sơn hay không cũng không có quan hệ gì đến hắn. chương 240, Kim Tiên nghị sự, một ngày mấy năm sau, trong một tòa đại điện nằm trên một đỉnh núi Nguy Nga cao vạn trượng ẩn khuất trong mây mù trong Trúc Long Đạo. Cung điện cực cao nhưng rất trống trải, có 8 cây cột to, cao chót phát trống lên mái vòm. Trên mỗi cây cột đều có điêu khắc một pho tượng rồng to lớn. Những con rồng này có hình thái khác nhau, hoặc ngửa mặt lên trời mà giống, hoặc đằng vân giá vũ, hoặc trợn mắt chém giết mỗi một pho tượng đều cực kỳ chân thực, trông sinh động như thật, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái là sẽ lập tức sống lại. Trên đại điện treo một tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ Long Thần Điện. Phía dưới tấm biển có một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững, cũng là một pho tượng rồng đang ngửa mặt lên trời mà giống. Nếu như những pho tượng trên tám cây cột kia được chạm trổ rất tinh xảo, trông rất sống động thì pho tượng này lại rất thô giáp, kém cỏi, thậm chí rất nhiều vảy trên thân rồng cũng không được khắc, Giống như tác phẩm của một kẻ không chuyên mới tập luyện kỹ thuật điêu khắc, pho tượng này mặc dù thô ráp, lại có một loại sức hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời. Trong con mắt của tượng rồng mơ hồ lại có một đôi con người toát lên vẻ như thần long cao cao tại thượng nhìn xuống những con sâu cái kiến dưới thế gian. Pho tượng khổng lồ đứng trong đại điện, tạo ra một cái bóng to lớn, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trước mặt pho tượng bày ra một hương án to lớn, phía trên khói hương nghi ngút, chất đầy hương nến và trái cây. Giờ phút này, trên đại điện có ba thân ảnh đang đứng ở giữa là một nam tử trung niên mặc một bộ áo bào tím ngũ quan bình thường mặt vuông lông mày nhỏ không giận mà uy chính là âu dương khuê sơn một người khác là thiếu phụ mặc áo trắng dung mạo tuyệt mỹ vũ nghị say lòng người là sư tôn của bạch tố viện vân đạo chủ người còn lại là một thân áo bào màu vàng dáng người mập lùn chính là hùng sơn phó đạo chủ lúc này y mang vẻ mặt kính cẩn đứng cách hai người kia khoảng một trường có điều cả ba người đều không nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi. Sau một lát, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, lại có ba thân ảnh đi đến. Đi đầu là một lão giả tóc xám mũi đỏ, nếu Hàn Lập ở đây, có thể kinh ngạc phát hiện, người này không phải ai khác, chính là lão đầu hô ngôn. Bên cạnh lão giả là một nữ tử váy đen, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, không nhìn thấy dung mạo. Nhưng từ thân thể và đôi mắt của ả à có thể nhận thấy đây là một nữ tử trẻ tuổi. Tuy nhiên, móng tay của ả à lại có màu tím sậm đầy quỷ dị, mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng ánh sáng yếu ớt. Người còn lại là một nam tử áo đen, còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, dung mạo anh Tuấn, tóc màu vàng rối tung, sắc mặt cũng có màu vàng nhạt, sau lưng đeo một kim luân. Hồ môn đạo hiếu, tần đạo hiếu, viên đạo hiếu, các vị đã tới. Cuối cùng cũng có đủ năm người, Âu Dương Khuê Sơn tươi cười, tiến lên nghênh đón. Thiếu phụ áo trắng cũng lộ ra nụ cười mỉm, từ khi ba người xuất hiện, nàng cũng không nhìn hai người kia mà đôi mắt đẹp cứ nhìn chằm chằm vào lão đạo hô ngôn, trong mắt có chứa một tia u oán không dễ nhận thấy. Hùng Sơn tham kiến ba vị đạo chủ, vẻ mặt của Hùng Sơn lại càng cung kính, thi lễ về phía ba người. Ba người cũng không để ý đến Hùng Sơn, đầu tiên là thần sắc trịnh trọng thi lễ với pho tượng cự long kia một cái, lúc này mới nhìn về phía ba người Âu Dương Khuê Sơn. Lão đạo hô ngôn đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của thiếu phụ áo trắng thì có chút lúng túng, vội đưa mắt nhìn thẳng về phía Âu Dương Khuê Sơn, nói, đạo hữu Âu Dương, người bây giờ đã chấp trưởng tông môn, sự vụ trong tông ngươi cứ xử lý là được. Có chuyện gì lại cần tổ chức hội nghị đạo chủ, nữ tử váy đen và thanh niên tóc vàng không có mở miệng, tựa hồ cũng đang chờ Âu Dương Khuê Sơn trả lời. Quấy giày ba vị thanh tu cũng là việc bất đắc dĩ. Trước đó vài ngày, khi tiến hành khảo hạch cho các đệ tử hạch tâm trong dãy núi huyền băng xảy ra chút biến cố. Việc này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, cho nên ta thấy cần thảo luận cùng mấy vị một chút thân sắc của Âu Dương Khuê Sơn trở nên nghiêm nghị, chậm chậm nói ra. Lão đạo hô Môn sớm đã biết việc này, cũng không lộ ra gì sắc. Hai người đứng phía sau lão ta, thanh niên tóc vàng khẽ hừ một tiếng, tựa hồ cũng đã biết, còn nữ tử váy đen xem ra là lần đầu nghe việc này, nhưng trên mặt cũng chỉ lộ ra một tia nghi hoặc. Âu Dương Khuê Sơn dừng một chút, nói rõ chi tiết một lần sự tình phát sinh tại dãy núi huyền băng. May mà hai tên trưởng lão chủ chỉ thí luyện kịp thời xuất thủ, phá hủy nhục thân tên trộm kia, chỉ có nguyên anh kẻ đó đào thoát, đệ tử tham gia thí luyện cũng không có ai vẫn lạc. Cũng không đáng lo, Âu Dương Khuê Sơn nói, cũng không đáng lo, việc này trước khi đến đây ta đã nghe người ta nói rồi, có bốn đệ tử bị hủy nhục thân. Bốn đệ tử đó đều là nhân tài kiệt xuất trong môn, thiên tư vốn cực cao. Lần này nhục thân bị hủy, cho dù chúng có thể tìm kiếm thân thể mới để đoạt xá, nhưng tiềm lực cũng sẽ giảm mạnh. Hai tên trưởng lão này hộ vệ không tốt, nên phạt nặng. Âm thanh của thanh niên tóc vàng vang lên, lạnh lùng nói ra: "13 đạo chủ ở trúc long đạo, bởi vì xuất thân cũng chia thành hai phe, tán tu và bản địa. Thanh niên tóc vàng chính là đạo chủ thuộc phe tu sĩ bản địa, trong lần thí luyện này bốn đệ tử mất đi nhục thân đều là đệ tử bản địa, còn đệ tử tán tu thì không tên nào bị thụ thương." Sau khi trưởng bối của bốn đệ tử này biết chuyện đều rất giận dữ, cho rằng hai trưởng lão hộ vệ thiên vị những đệ tử tán tu kia. Cho dù không có Âu Dương Khuê Sơn triệu tập, thanh niên tóc vàng cũng dự định sẽ đưa sự việc ra vấn tội. Viên đạo hữu nói lời ấy sai rồi, chuyện này trước sau ta đã tra rõ ràng, tội cũng không do hai vị trưởng lão kia. Tên chân tiên kia là kẻ thù ở bên ngoài, cực kỳ giảo hoạt, thực lực cũng mạnh mẽ, lại còn luân phiên bố trí nghi binh. Hai vị trưởng lão hộ vệ có thể đánh giết y, đồng thời bảo vệ đệ tử thí luyện cũng không dễ. Ngược lại, ta cảm thấy hẳn là nên khen thưởng cho bọn hắn một chút. Vân đạo chủ rời ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc vàng, vén mái tóc nơi Thái Dương, phản bác. Vân đạo chủ xuất thân tán tu, mà Âu Dương Khuê Sơn ở bên cạnh cũng như thế. Vân đạo hữu sao lại nói ra lời ấy, nếu bọn hắn nhận nhiệm vụ hộ vệ thì cần phải ứng phó tất cả tình huống phát sinh. Bây giờ bốn đệ tử bị hủy nhục thân, chẳng lẽ không phải bọn hắn hộ vệ tắc trách? Thanh niên tóc vàng nghiêm sắc mặt nói, viên đạo hữu, lần này đơn thuần là luận sự, hay là có ý khác, muốn nhân cơ hội chèn ép, trong lòng các hạ tự nhiên rõ ràng vân đạo chủ cười lạnh một tiếng nói ra ngươi nói cái gì thanh niên tóc vàng mặt hiện vẻ giận dữ đang định nói tiếp được rồi viên bất hiếu đừng cãi nhau nữa hiện tại nếu đạo hiếu âu dương chấp trưởng tông môn xử lý chuyện này như thế nào tự nhiên là do ý quyết định tin tưởng đạo Hữu âu dương sẽ để cho tất cả mọi người tin phục lão đạo hô môn trừng mắt nhìn thanh niên tóc vàng một cái sau đó nhìn thật sâu âu dương khuê sơn nói cái này đương nhiên đạo hiếu hô môn yên tâm âu dương khuê sơn mỉm cười nói thanh niên tóc vàng có vẻ không phục nhưng cũng không nói thêm gì thiếu phụ áo trắng cười lạnh một tiếng cũng không mở miệng ta đã hỏi kỹ hai vị hộ vệ trưởng lão và cả những đệ tử tham gia thí luyện rồi tập hợp tất cả tư liệu liên quan tới tên chân tiên kia luận về kiến thức ba vị đều trên ta mời ba vị tới chính là muốn cùng nhau tham tường một chút xem có thể xác nhận thân phận của người này hay không âu dương khuê sơn nói rồi lấy ra ba ngọc giản đưa tới Ba người tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức vào bên trong. Hùng phó đạo chủ cũng là người có kiến thức rộng rãi, cùng xem xét một chút đi. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Hùng Sơn bên cạnh, lại lấy ra một khối ngọc giản, đưa tới. Hùng Sơn không người cảm ơn một tiếng, nhận lấy ngọc giản, cũng thả ra thần thức thăm dò vào trong đó. Trong ngọc giản mở đầu là một đoạn hình ảnh, chính là lúc lão giả gầy gò kia bắt đầu nói chuyện cùng với bọn người Bạch Tố Việt, mãi cho đến khi Hàn Lập đánh bại y khiến đối phương chạy chối chết mới kết thúc. Khi nghe lão giả gầy gò kia đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, thần sắc Hùng Sơn hơi động một chút. Hình ảnh sau đó là một chút tư liệu văn tự và tin tức hình ảnh liên quan đến các vật phẩm trên người lão giả gầy gò. Hình ảnh này là ai ghi chép, lại vô cùng kỹ càng. Trong lúc kịch chiến mà có thể có phần tâm tư này thật đáng quý. Sau một lúc lâu, lão đạo hô ngôn hỏi, là đồ đệ của vân đạo chủ, Bạch Tố Viện, Âu Dương Khuê Sơn đáp, thì ra là thế, nàng này không chỉ có thiên tư bất phàm, mà tâm tính càng thêm hiếm có lão đạo hô môn nhìn thiếu phụ áo trắng một chút rồi lập tức rời ánh mắt vân nghe ta vẫn có con mắt nhìn người thu đồ nhi tất nhiên bất phàm không giống một ít người có mắt mà không tròng vân nghe nói ra lời đầy thâm ý lão đạo hô môn sờ sờ lên mũi không trả lời khục mấy vị nhìn qua tài liệu này có đầu mối gì về tên kia không âu dương khuê sơn ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng rồi nói vật phẩm trên thân tên này đều là vật tầm thường không có đồ vật có thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn công pháp y tu luyện thì có chút giống tu sĩ đại lục thượng A. Nữ tử váy đen lúc này mới mở miệng nói ra, thanh âm có chút khàn khàn. Khôi lỗi kim giáp kia có chút giống minh vương khôi lỗi của thánh khôi môn ở đại lục Minh Hàn. Thanh niên tóc vàng cũng tiếp lời, hẳn không sai, chính là minh vương khôi lỗi. Nhưng minh vương khôi lỗi của thánh khôi môn mặc dù chân quý nhưng chỉ cần chịu trả giá đắt vẫn có thể lấy được. Chỉ bằng vào điểm này thì không cách nào xác định được thân phận của kẻ này. Lão đạo hô ngôn gật đầu nói, Âu Dương Khuê Sơn nhìn về phía Hùng Sơn, nói, không biết Hùng đạo hữu có kiến giải gì không? Không dám, mấy vị đạo chủ kiến thức hơn xa tại hạ, chỉ là ta nhìn kiếm trận mà tên kia thi triển, có chút giống kiếm trận thất sát của vô sinh kiếm tông năm đó. Hùng Sơn khiêm tốn nói ra, thất sát kiếm trận, đại danh của kiếm trận này ta đã nghe qua, chính là kiếm trận tuyệt sát có tiếng tăm lừng lẫy của vô sinh kiếm tông mà chỉ có một chút uy lực như thế sao? còn không phải bị tiểu tử họ lệ kia dễ dàng đánh tan, còn bị hủy đi năm thanh phi kiếm. Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói, hiển nhiên không tin lời Hùng Sơn. Tại hạ cũng không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy có chút tương tự. Hùng Sơn cúi đầu nói, Hùng Phó đạo chủ tinh thông kiếm đạo, nghe nói trước kia đã từng chiếm được một phần di tàng của vô sinh kiếm tông, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Mà tên lệ trưởng lão kia có thể nhẹ nhàng đánh tan kiếm trận, cũng không phải là kiếm trận quá yếu, mà là thủ đoạn của hắn rõ ràng cao minh hơn mấy phần. Xem ra, trong chân ngôn bảo luân mà hắn luyện chế có ẩn chứa trọng thủy mang thủy pháp tác lực, cũng tính là tự mở ra một con đường, uy lực không tầm thường. Nếu không có hắn, lần này chỉ sợ là không chỉ có bốn tên đệ tử bị hủy nhục thân đơn giản như vậy. Đạo hữu Âu Dương, theo ý ta nên ban thưởng cho hắn một chút. Lão đạo hô ngôn có chút ý vị thâm trường nói ra. Nghe lời này, mấy người khác khẽ giật mình. Từ trong hình ảnh rất khó phán đoán chính xác tình huống thực tế, chỉ có thể đại khái phỏng đoán một chút, nhưng nghe lão đầu hô ngôn phân tích đạo lý rõ ràng, tự nhiên không dám nói gì thêm. Lời đạo hữu hô ngôn rất đúng, việc này ta sẽ an bài. Chẳng qua là nói đến kẻ địch lần này có tu vi và pháp bảo tạp nham, rất khó phán đoán thân phận. Âu Dương Khuê Sơn thì thào, thanh niên tóc vàng vốn định nói cái gì, nhưng sau khi nhìn lão đầu hô ngôn, cuối cùng vẫn tiếp tục không mở miệng. Vân Nghê nhìn mấy người một lượt, mặt ngọc có chút âm trầm. Kẻ này mưu toàn bắt cóc bạch tố viện, nếu không thể làm rõ ngọn nguồn, nàng làm sao có thể an tâm. Âu Dương Khuê Sơn do dự một chút, mở miệng nói, còn có một việc, kẻ này đề cập tới Bạch Phụng Nghĩa, tựa hồ có chút liên hệ với Bạch Trưởng Lão. Mấy người khác nghe lời này, đều hiện lên thần sắc khác nhau. Nói tới Bạch Trưởng Lão, năm đó thật sự đáng tiếc, nếu không phải bởi vì sự kiện kia, với tư chất của Lão ta thì chúc lòng đạo chúng ta hiện tại có lẽ đã có 14 vị kim tiên đạo chủ rồi. Lão đạo hô môn thở dài, đôi mắt đẹp của Vân Nghệ ảm đạm, có chứa một chút thương cảm. Âu Dương đạo chủ, liên quan tới thân phận kẻ này, chúng ta cũng bất lực. Sự tình sau này, đạo hữu cứ tự xử lý. Lão đạo hô môn nói, nói xong lời này, lão ta lập tức quay người đi vội ra bên ngoài. Đạo chủ hô môn, sao vội vã rời đi như vậy? Bóng trắng hoa lên một cái, thân ảnh vân nghê đã xuất hiện phía trước, cản đường đi của lão ta. Người xưa nay không phải yêu thích nhất là rượu ngon sao? Trước đây vài ngày ta vừa có được vài hố tiên tử rất ngon, không bằng mời đạo chủ đến chỗ ta đàm đạo một chút. Vừa vặn ta cũng có chút nghi hoặc trong tu luyện, muốn đạo hữu hô ngôn giúp đỡ chỉ điểm. Trong đôi mắt đẹp của Vân Nghê phản chiếu thân hình lão đạo hô ngôn, sóng mắt như nước. chương 241, Lân Cửu đưa tin, cái này, lão đạo ta gần đây bận việc đến hoa mắt váng đầu, sẽ không làm phiền. Lão đầu hô ngôn nghe thấy lời nói ấy của Vân Đạo chủ thì khoát tay liên liện nói. Hoa mắt váng đầu, đến bên trong động phủ của thiếp có cái giường huyền băng vạn năm mà nằm trên đó một đêm thì tinh thần sẽ trở nên sảng khoái đôi mắt đẹp của vân đạo chủ liếc một cái rồi nàng nói ôi chao trí nhớ của ta thật tệ lúc ta tới đây thì ở động phủ đang luyện chế một lò đan dược hiện tại không sai biệt lắm đã đến thời điểm mở lò rồi xin lỗi không tiếp chuyện được xin lỗi không tiếp chuyện được trên trán lão đầu hô ngôn mơ hồ đổ mồ hôi lời còn chưa dứt trên người lão ta đã lóe lên lam quang cả người bục một cái hóa thành vô số quang điểm, tan biến không còn dấu tích. Vân nghe thấy vậy thì môi anh đào hơi mím lại, đôi mắt sáng xoay tròn. Nàng xem như không có ai ở xung quanh, cười khanh khách vài tiếng lộ ra không sót chút nào vẻ phong tình vạn trùng. Nữ tử váy đen và thanh niên tóc vàng coi như không thấy cuộc trò chuyện giữa vân đạo chủ và lão đầu hô ngôn. Sau khi lão đầu hô ngôn rời đi, cả hai cũng không nói một lời nào, rời khỏi đại điện. Hùng Sơn thấy vậy cũng thấp giọng cáo từ, rồi rời đi trong điện chỉ còn lại có hai người Âu Dương Khuê Sơn và Vân Nghê. Ngươi dự định xử trí hai người kia như thế nào? Lúc này Vân Nghê đột nhiên dừng cười, nghiêm mặt hỏi. Âu Dương Khuê Sơn trầm mặc không nói, dáng vẻ không dứt khoát. Nói trước, lần này ít nhiều có tên lệ phi vũ thì viện nhi mới không có bị bắt đi. Ta cũng sẽ không ngồi xem bởi vì cân nhắc mà làm ra việc đổi trắng thay đen đâu. Vân Nghê thâm ý sâu sắc nói, bản thân ta chấp trưởng tông môn không thể thiên vị, bằng không dễ dàng khiến song phương này sinh mâu thuẫn gay gắt, di hoạn vô cùng. Lần này đúng là lệ phi vũ lập công nhưng thân làm trưởng lão hộ vệ, quả thực cũng là có chỗ thất trách. Ta coi như là công tội ngang nhau, còn như tên tô đồng tiêu kia thì khó mà thoát khỏi tội nhưng dù sao sự tình xảy ra là có nguyên nhân, sẽ chỉ khiển trách qua một chút. Ngoài ra, nếu đạo hữu hồ môn đã lên tiếng, người dùng danh nghĩa của mình ban thưởng cho lệ phi vũ một chút. Âu Dương Khuê Sơn chậm rãi nói, Vân Nghi gật đầu, không nói một lời, xoay người hóa thành một đạo bạch quang, bay ra khỏi điện. Sau một lát, thân ảnh của nàng xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi khác. Nàng hạ xuống một cung điện, cung điện này màu trắng cao vài chục trượng, óng ánh trong suốt, thoạt nhìn là được điêu khắc ra từ một khối ngọc thạch màu trắng vô cùng to lớn. Ngọc thạch này không biết là loại tài liệu nào, tản mát ra ánh trăng dịu dịu, chung quanh đại điện tràn đầy khí âm hàn nồng đậm khắp nơi. Vân Nghê đi vào cung điện, Khí lạnh vô cùng này ngưng tụ thành xương trắng đập vào nhưng khi tới gần đến bên ngoài thân liền bị một lực vô hình ngăn lại, không thể mảy may chạm được vào người. Ngay chính giữa điện là một đầm nước, do thiên nhiên hình thành, có hình dạng vầng trăng tròn, nhìn đen sẫm, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Trên mặt đầm có một vòng tròn lớn gần trượng đang lơ lửng. Vòng tròn này óng ánh trong suốt, bề mặt có vô số phù văn li ti trong suốt hiện rõ, lượn lờ xung quanh, tản ra hào quang màu nhũ bạch, như được chế từ băng mà thành khí âm hàn nơi này so với bên ngoài càng thêm mạnh mẽ gấp bội, bắt nguồn từ chính cái đầm nước này. Một thiếu nữ váy trắng đang khoanh chân ngồi giữa vòng tròn trên đầm nước. Chính là bạch tố viện, trên người nàng được một tầng bạch quang mềm mại bao phủ, không ngừng hấp thu khí âm hàn trong nước đầm. Nàng tản ra khí tức so với thí luyện năm đó lại mạnh hơn rất nhiều, mơ hồ tới gần luyện hư hậu kỳ. Vân nghe thấy cảnh này, gật đầu, nghe được động tính, đôi hàng lông mi rất dài của bạch tố viện khẽ run, nàng mở đôi mắt sáng sư tôn người đã đến nàng tươi cười từ trên vòng tròn bay ra hạ xuống bên cạnh vân nghê tiểu viện nhi nhà ta thực sự là càng ngắm càng đẹp không biết sau này tiểu tử nào may mắn có được tiện nghi vân nghê khẽ vuốt mái tóc bạch tố viện cười khúc khích nói sư tôn người nói gì vậy sư phụ người không lấy chồng con cũng sẽ không lấy bạch tố viện vừa nghe nói thế hai gò má hơi đỏ lên dậm chân hởn rỗi viện nhi thực sự là càng ngày càng huyên thuyên Vân Nghê không khỏi mỉm cười. Nàng kéo đầu nhi của mình ngồi xuống một chỗ, nói, viện nhi, con chăm chỉ tu luyện cố nhiên là tốt, nhưng cũng đừng có vội vàng quá. Hàn Nguyệt đầm nơi này có âm khí rất sâu nặng, con tuy là mang Nguyệt hoa tiên thể có thể hấp thu khí Hàn Nguyệt nơi này, tu bổ cơ thể nhưng dù sao thì khí Hàn Nguyệt cũng có khả năng gây tổn hại sức khỏe nên con cũng cần chú ý nhiều hơn. Thực hiện từng bước, tuần tự như tiến mới đúng. Vâng, Bạch Tố Viện đáp, Vân Nghê lập tức lại chỉ điểm mấy vấn đề trong tu luyện cho Bạch Tố Viện. Với thiên tư thông minh, Bạch Tố Viện nghe qua, sau đó hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ. Vân Nghê thấy Bạch Tố Viện lĩnh ngộ nhanh như vậy, nụ cười trên mặt càng tươi. Đúng rồi, Sư Tôn, sau hôm nay người lại tới? Bạch Tố Viện hỏi, sao vậy, Sư Tôn không thể ghé thăm người một chút à? Vân Nghê giả vờ mắng, Sư Tôn, đệ tử không có ý đó đâu. Bạch Tố Viện tự biết có chút, lay lay cánh tay của Vân Nghê. Được rồi, không giỡn với người nữa hôm nay ta và mấy lão già cùng nhau thương lượng một chút sự tình trong thí luyện vân nghe nghiêm mặt nói bạch tố viện hơi biến sắc mặt thả cánh tay vân nghe ra thần tình ngưng trọng lại mấy người chúng ta sau khi thảo luận đáng tiếc vẫn là không thể nhận ra lai lịch tên kia vân nghe thở dài nói bác hàn tiên vực rộng lớn vô cùng không gì sánh được nhân tài dị sĩ nhiều vô số kể chúc long đạo chúng ta tuy là thế lực khổng lồ nhưng cũng không thể biết rõ tất cả mọi chuyện được Thần tình Bạch Tố Viện hơi trầm lại, nói, tìm không ra lai lịch tên kia, về sau Viện Nhi còn tận lực không nên đi ra ngoài, tu luyện ở trong tông môn. Vi sư sẽ tiếp tục điều tra việc này, nhất định sẽ bắt tên đó lại. Vân Nghe nói, vâng, Bạch Tố Viện gật đầu, nói, nàng lập tức nghĩ tới điều gì, do so dự một chút, rồi hỏi, thí luyện lúc đó có bốn đệ tử bị bị hủy diệt thân thể. Lúc sư tôn các người thương thảo việc thí luyện có nói về việc xử trí nhóm người lệ trưởng lão như thế nào không? Vân Nghê nghe nói thế, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú. Tiểu viện nhi dường như rất quan tâm đến tên lệ phi vũ kia. Thường ngày cũng không có thấy người đối với nam đệ tử nào như vậy. Chẳng lẽ, sư tôn, người nói tới chỗ nào rồi vậy? Năm đó lệ trưởng lão đã cứu bạch ra con, sau đó lại dẫn con tới Trúc Long Đạo. Lần thí luyện này cũng là do trưởng lão xuất thủ tương trợ nên con mới không bị người ta bắt đi. Đệ tử chịu rất nhiều ân huệ của lệ trưởng lão, cho nên mới hỏi một câu. Bạch Tố Viện vội vã giải thích, đúng thế không, Vân Nghê cười khẽ, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc. Đương nhiên, sao con lại coi trọng tên gia hỏa đen thui đó chứ? Bạch Tố Viện vừa bị sư tôn nhìn như thế, không biết sao lại có chút trột dạ nhưng lại tỏ vẻ không thèm nói. Vân Nghê không nói gì, ngược lại còn khẽ cười khanh khách. Sư tôn, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Viện nóng lên, nhỏ giọng lầm bầm. Tại một dãy núi ở bên ngoài cách Trúc Long Đạo không biết bao nhiêu vạn dặm, non xanh nước biếc linh khí nồng đậm một thanh niên dáng tiểu phu khoanh chân ngồi bên trong một sơn động bí ẩn trên người y được bao phủ một tầng bạch quang dày đặc hình thành một vòng sáng to lớn theo nhịp thở của y lúc phồng lên lúc xẹp lại sau một hồi lâu tên tiểu phu mở mắt cái thân thể này coi như tư chất không tệ đã khôi phục chừng một thành tu vi tên tiểu phu đứng lên hoạt động thân thể một chút miệng thì thào lệ phi vũ thủ hủy diệt thân thể lão phu sớm muộn phải tìm ngươi đòi lại trong mắt tên này hiện lên vẻ oán độc khắc cốt ghi xương. Tiều Phu đi ra khỏi sơn động, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bay tới phía xa. Trong nháy mắt, thời gian mười mấy năm trôi qua, trong những năm này, Hàn Lập vẫn chuyên tâm làm nhiệm vụ vô thường minh. Bởi vì còn phải để ý tới đậu binh và các loại linh thảo linh dược bên trong dược viên, nên hắn đều chỉ nhận nhiệm vụ ở gần đại lục cổ vân. Bởi chấp hành nhiệm vụ tập trung ở một khu vực, hơn nữa tần suất tham gia nhiệm vụ rất nhiều, các thành viên vô thường minh khác ở đại lục cổ vân dần dần đã biết gần đây có một thành viên giao thập ngũ, là một cuồng nhân nhiệm vụ có thực lực không tầm thường. Nhất là ở trong một lần nhiệm vụ nào đó, giao thập ngũ đã chém giết ba con âm thú chân tiên trung kỳ. Kể từ đó, rất nhiều người đều cho rằng hắn ta một cường giả có tu vi chân tiên hậu kỳ. Khi thanh danh giao thập ngũ vang dội, không ít thành viên ở khu vực lân cận đại lục cổ vân lúc thi hành nhiệm vụ đều hy vọng có thể cùng tổ đội với hắn, thậm chí còn có người tuyên bố nhiệm vụ trực tiếp liên hệ, đề nghị thẳng với hắn làm một vài nhiệm vụ có độ khó cao. So với thanh danh to lớn ở vô thường minh thì ở bên trong Trúc Long Đạo, Hàn Lập vẫn duy trì tác phong khiêm tốn. Từ sau khi làm xong ba nhiệm vụ tông môn, hắn liền tuyên bố với bên ngoài là bế quan tu luyện, cơ bản không liên hệ gì với người khác. Tuy là trong lúc đó đột nhiên bị Âu Dương Đạo Chủ và Vân Đạo Chủ triệu kiến một lần, một người thì hỏi thăm về lần ám vệ, một người thì không nói hai lời ban thưởng một ngàn điểm công trạng. Tất nhiên là hắn vui vẻ nhận lấy. Hắn ở bên trong tông vốn là không có gì danh tiếng, mấy năm nay lại càng yên tĩnh, càng không có tiếng tăm gì. Chẳng qua những thứ này đều đúng như hắn mong muốn. Tại dược viên bên trong động phủ ở Ngọn Xích Hà, Hàn Lập đứng ở một bên bờ, ngắm nhìn dược viên sinh sôi nảy nở mạnh mẽ thì khẽ vuốt cằm. Những năm gần đây, hắn không ngừng thực hiện các loại nhiệm vụ, trên người đã tích lũy một số lớn linh thạch, cộng thêm dùng lục dịch xeo trồng một bãi trúc linh thảo năm vạn tuổi, cũng có thể phục vụ một thời gian cho việc tu luyện tiếp theo rồi ở góc tây nam linh điền có một giải đất tương đối bao la bề mặt trơ trụi so với vẻ vẻ xanh biếc giạt rào ở xung quanh có vẻ rất khác biệt chỗ linh điền đó trồng trò chính là hạt mẫu đậu nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy hắn cũng dùng linh dịch tưới nhiều lần nhưng hạt mẫu đậu này vẫn không có vẻ muốn nảy mầm dựa theo tâm đắc trưởng lão hô ngôn ghi lại nhân tố ảnh hưởng đến đậu binh nảy màu thực sự rất nhiều cho dù dưỡng dục mấy trăm năm vẫn không thể nảy mầm đây cũng là bình thường không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Đúng lúc này, Hàn Lập đột nhiên hơi nhíu mày, xoay người trở về mật thất trong động phủ. Vừa vào bên trong phòng, hắn liền xoay cổ tay một cái, lấy ra mặt nạ đầu trâu đang lóe lên thanh quang, đội lên trên đầu. Chỉ thấy phù văn trên mặt nạ đầu trâu sáng ngời, một đạo thanh quang từ đó bắn ra ngoài, cách trước người Hàn Lập không xa, ngưng tụ thành bóng người mơ hồ màu xanh. Người này có vóc người cồng kềnh, mặc một cái áo khoác dài, trên đầu mang mặt nạ đầu hươu màu xanh, chắp tay đứng ở đó, trên người tỏa ra khí khái không tầm thường. Đạo hữu lân cửu đột nhiên đưa tin đến cho ta là vì chuyện gì vậy? Hàn lập nhìn về phía người nọ, mở miệng hỏi. Người này không phải ai khác chính là người mà hắn vẫn hoài nghi thân phận thật sự là Hùng Sơn, là thành viên cao dài có tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ. chương 242, Dung Kim luyện kiếm. Đạo hữu giao thập ngũ không phải ngạc nhiên. Hôm nay ta chủ động liên hệ với ngươi là vì có một nhiệm vụ đặc thù, muốn mời đạo hữu cùng tham gia. Bóng người màu xanh thản nhiên nói, nếu tại hạ nhớ không lầm, lúc trước cũng không gặp gỡ đạo hữu lân cửu nhiều. Vì sao đạo hữu phải đặc biệt tới mời ta? Hàn lập cau mày, hỏi. Danh tiếng đạo hữu giao thập ngũ mấy năm gần đây ở thành viên trong minh truyền đi vô cùng vang dội. Lúc trước trong lần hợp tác duy nhất, đạo hữu cũng lưu lại cho ta ấn tượng sâu đậm. Ta biết ngươi không phải là hạng hư danh, vì vậy đặc biệt tới mời ngươi tham dự nhiệm vụ lần này. Lân cửu tuy là lời trong miệng tán thưởng Hàn Lập có thừa nhưng giọng nói bình thản, giống như là thuật lại sự thật, cũng không có chút ý tâng bốc nào. Nếu nói về danh tiếng vang dội, tại hạ sao bị kịp được đạo hữu lân cửu? Nếu có thể lọt vào mắt xanh của đạo hữu lân cửu thì xem ra hơn phân nửa không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì đạt được. Hàn lập cười, thử thăm dò, thứ lỗi, nhiệm vụ lần này thật sự có chút đặc thù. Thành viên sơ cấp căn bản không có quyền tham dự, ngoài ra người tham dự cũng phải tinh thông trận pháp độn thuật mới được. Nếu đạo hữu chưa quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, liền thứ cho ta không thể báo cho biết nội dung cụ thể rồi. Lân cửu chậm rãi nói nội dung nhiệm vụ không cách nào báo cho biết vậy tóm lại có thể tiết lộ địa điểm nhiệm vụ kia được không hàn lập nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói đại lục minh hàn lân cửu trả lời luôn nếu nhiệm vụ lần này ở đại lục minh hàn thì thứ cho tại hạ không thể nhận mấy ngày gần đây thật sự là có chút việc vặt quấn chân không thích hợp đi xa mong rằng các hạ thứ lỗi hàn lập khẽ nhíu mày rồi nhã nhận từ chối phía bắc đại lục cổ vân là một đại dương băng rộng lớn bờ phía bên kia đại dương này là một đại lục băng, lãnh lẽo quanh năm, băng tuyết đầy trời, bao trùm khắp nơi, gọi là đại lục Minh Hàn. Vượt qua biển băng dù không khó khăn như vượt qua đại dương lôi báo, cũng có người nói có truyền tống trận nhưng mỗi lần đi thì tốn thời gian ít nhất cũng phải tính bằng năm trở lên. Đạo hữu không cần vội cự tuyệt, có thể nghe một chút phần thưởng cho nhiệm vụ lần này trước đã, rồi mới quyết định có nhận hay không. Lần cửu thấy Hàn Lập cự tuyệt, dường như cũng không lạ, nhưng nói thêm. Xin lắng tai nghe. Hàn Lập nghe vậy, gật đầu nói, ngoại trừ 300 khối tiên nguyên thạch, còn có thêm một khối lang tiền vân thạch. Lân cửu chậm rãi nói, dường như rất tự tin về mức giá vừa đưa ra. Xem ra đạo hữu vì muốn mời bằng được tại hạ, cũng tốn một phen công phu tìm hiểu, biết ta cần lang tiền vân thạch nên đưa tới cho ta rồi. Trong lòng Hàn Lập hơi động, dưới lớp mặt nạ không tỏ vẻ gì vui mừng, thở ơ nói. Nhiệm vụ tìm kiếm lang tiền vân thạch của đạo hữu đã tuyên bố 7-8 năm rồi đến nay vẫn treo ở trong minh chưa có ai nhận, xem ra đạo hiếu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này chứ. Lân cửu hàm ý nói, hàn lập sau khi nghe xong, cúi đầu trầm tư, 7, 8 năm trước, một lần trên đường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vô thường minh, trong lúc vô tình lật quyển sách gia thú đoạt được từ trên tay lão giả gầy gò tập kích bạch tố viện ở dãy núi huyền bang năm đó, hắn thấy một loại bí thuật dung kim luyện kiếm hết sức cổ quái thuật này có thể thông qua luyện chế tinh kim và tài liệu đặc thù mà đúc lại phi kiếm khiến cho uy lực của phi kiếm tăng lên rất nhiều lần. Nếu luyện cùng một lúc hơn một thanh phi kiếm thì trong lúc chiến đấu có thể hợp nhất những thanh phi kiếm đó, từ đó phát huy ra uy lực cực lớn vốn có của phi kiếm đến mức viễn siêu. Quan trọng nhất là sau khi luyện chế, không chỉ khiến cho hình dạng phi kiếm khác xa lúc trước mà ngay cả khí tức phóng ra từ thân kiếm bởi vì có thêm vài loại tài liệu phụ mà cũng biến đổi nhiều. Hàn Lập hầu như ngay lúc đó liền quyết định, muốn dùng phương pháp này luyện chế 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm một lần nữa. Tuy nhiên, phương pháp luyện phi kiếm này cần linh tài vô cùng hiếm có, trong đó tài liệu chính trọng yếu nhất là học văn tinh kim, mà tài liệu phụ trọng yếu nhất là lang tiền vân thạch. Thật trùng hợp, chính Hàn lập lại có hộc văn tinh kim, đó chính là khối kim loại màu vàng sẫm mà lúc trước hắn lấy được ở trong cung điện của thận nguyên thú, sau đó lại từ lão giả gai gò ở dãy núi huyền băng có thêm được không ít. Còn như những tài liệu khác, ở bên trong trúc long đạo hàn lập dùng tiên nguyên thạch cũng đã gộp đủ bây giờ chỉ còn lại duy nhất lang tiền vân thạch này là không thể tìm thấy bất kể là bên trong vô thường minh hay trong phường thị ngoài tông môn đều không có chút tin tức nào không biết khối lang tiền vân thạch này lớn cỡ nào sau một lúc lâu trầm mặc hàn lập mở miệng hỏi vật ấy chân quý như thế nào đạo hữu cũng biết thù lao cấp cho cũng chỉ lớn chừng nắm đấm thôi nhưng kể cả như thế thì làm tài liệu chính luyện chế một thanh phi kiếm cũng là đủ rồi lân cửu nói Ta tiếp nhận nhiệm vụ này." Hàn Lập không do dự nhiều, gật đầu đáp ứng, tuy là lan tiền vân thạch này chỉ lớn chừng nắm đấm nhưng làm tài liệu phụ luyện chế 72 thanh phi kiếm cũng là đủ rồi. "Tốt, có đạo hữu giao thập ngũ gia nhập liên minh, nhiệm vụ lần này đỉnh có thể thuận lợi hoàn thành." Cho đến lúc này, trong giọng nói của Lân Cửu mới rốt cục để lộ ra vài phần vui vẻ. "Nếu ta đã tiếp nhận nhiệm vụ, bây giờ có thể nói cụ thể một chút nội dung nhiệm vụ chứ?" Hàn Lập hỏi, "Việc này không vội." Hiện nay thành viên chấp hành nhiệm vụ này chưa tập hợp, đạo hữu cứ chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 năm, chúng ta tề tụ tại đảo Trường Hồ ở phía bắc đại lục cổ vân, đến lúc đó nói rõ nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Lân Cửu khoát tay nói, đã là như thế thì đến lúc đó gặp lại. Hàn Lập gật đầu một cái, nói, sau đó, Lân Cửu cũng cáo từ, thân ảnh mờ nhạt dần, từng bước biến mất trong hư không. Hàn Lập thu hồi mặt nạ đầu trâu, xoay người đi ra khỏi mật thất. Thời gian nhoáng cái đã qua ba năm. Cực bắc của đại lục cổ vân có một bán đảo nhô ra ngoài lục địa, dài hẹp, hơi uốn lượn, kéo dài theo một dải hải vực trắng xóa vô ngần. Cả bán đảo này đen xì, bề mặt là một lớp bông tuyết dày che lấp mặt đất, khắp nơi trơ trụi, không có một thảm thực vật nào. Ở cuối đảo, trên một tảng đá to lớn màu đen có một thân ảnh một người cao lớn đang ngồi khoanh chân. Bên ngoài y mặc trên người một cái áo choàng màu đen, trên đầu mang mặt nạ đầu hươu màu xanh. Chính là lân cửu, dưới tảng đá màu đen, còn có một nam tử cao gầy mặc áo choàng màu vàng sấm có thêu hoa mai đang dựa vào. Trên đầu gã ta đội mặt nạ đầu chuột cũng có màu xanh. Qua hai lỗ thủng trên mắt của mặt nạ có thể thấy hai con ngươi của gã này cực kỳ bé, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhìn đúng là mắt chuột, hiện ra ánh mắt của kẻ trộm. Đã đợi bảy ngày rồi mà tên kia còn chưa tới, cái giá có thể rất lớn đấy. Nam tử mang mặt nạ đầu chuột liếc về phía đại lục cổ vân bất mãn cất giọng lanh lành. Đạo hữu lân thập thất, vốn là do ngươi và ta đến sớm, nếu ngày ước định chưa tới thì tiếp tục chờ thôi. Lân cửu từ tốn nói, nam tử đội mặt nạ đầu chuột nghe vậy, theo thói quen xoay cái cổ của mình một cái, cười nhạt vài tiếng nhỏ, rồi không nói gì nữa. Qua ước chừng thời gian một khắc, trong bầu trời xa xăm, có một đạo thanh quang chợt phi tới, hạ xuống trước tảng đá lớn màu đen. Chỗ thanh quang rơi hiện ra một nam tử áo bào xanh đội mặt nạ đầu trâu màu xanh. Chính là Hàn Lập, đạo hữu lân cửu, ánh mắt Hàn Lập đảo qua hai người lân cửu, rồi chắp tay xem như chào, đạo hữu giao thập ngũ vị này chính là đạo hữu lân thập thất lân cửu từ trên tảng đá đứng dậy gật đầu với hàn lập rồi giới thiệu ngưỡng mộ đã lâu hàn lập gật đầu nói chờ đã lâu lân thập thất chừng đôi mắt nhỏ nhìn hàn lập từ trên xuống dưới không khách khí chút nào nói hàn lập nghe được trong lời nói có chút bất mãn cũng chỉ cười cười không nói thêm gì nếu người đã đến đông đủ hiện tại ta liền nói một chút nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này Lân cửu từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới bên cạnh hai người, mở miệng nói. Hàn lập lập tức nhìn lại y, lần thập thất cũng thu hồi ánh mắt, tập trung trên người của lân cửu. Theo như lời tình báo nhiệm vụ, ở miền nam đại lục Minh Hàn trong khu vực rừng rậm bão tuyết có một tòa hợp thủ cốc. Bên ngoài cốc có bố trí trận pháp cấm chế đắng cấp cao. Nhiệm vụ của bọn là trong điều kiện không chạm vào trận pháp ở đây, lẳng lặng lẻn vào trong cốc, giết chết một gã tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ đang tu luyện ở trong đó lân cửu liếc mắt nhìn hai người nói tiếp không biết trận pháp cấm chế kia có tên gọi là gì có đặc điểm gì hàn lập suy nghĩ một chút hỏi tình báo của nhiệm vụ cũng chỉ nói cho ta những nội dung kia còn tình huống cụ thể cũng chỉ khi chúng ta tới nơi đó mới có thể biết được lân cửu nói xem ra như không khó khăn gì lại nói chuyện nhiệm vụ đặc thù trong minh toàn là ở hoàn cảnh này mỗi lần đều là kẹt vào tình huống bị che giấu không có thông tin chính xác lân thập thất bĩu môi than phiền được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ lên đường ngay. Lân cửu không để ý đến lân thập thất, tuyên bố. Dứt lời, cổ tay gã vung lên. Kim quang sán lạn người người như sao trên trời rơi xuống, vương vãi khắp nơi, từ đó hiện ra một con thuyền vàng óng ánh, có ba tầng lầu các. Thuyền này dài ước chừng 30, cao chừng 5 trượng, hai bên mép thuyền và thân thuyền đều có khắc dày đặc phù văn gia tốc phi hành. Ba tầng lầu các trên thuyền cũng chạm trổ, khảm châu chạm ngọc, hết sức xa hoa muốn đi tới đại lục Minh Hàn có lẽ dùng truyền tống trận ở đảo Yên Lăng. Từ đây đến đảo Yên Lăng, chúng ta cưới Kim Văn Linh Chu đi. Lân cửu nói một câu, phi thân lên trước, hạ xuống trên bong của bảo thuyền. Hai người Hàn Lập thấy thế, cũng bay vút lên, một trước một sau hạ xuống lan can mạn trái Linh Thuyền. Sau khi bước trên Linh Thuyền, ánh mắt Hàn Lập đảo qua, thấy trên hành lang và cửa sổ cũng đều khắc phủ văn văn lộ phức tạp, truyền ra từng làn sóng linh lực. Ở ngoài mỗi tầng lầu các đều có các nữ tử tuổi thanh xuân có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và vòng eo thon đang đứng đó. Trên người các nàng toàn bộ đều mặc vũ y bằng vàng dòng hoặc bằng tơ lụa bảy màu. Từng nàng thoạt nhìn đều có khí chất xuất trần, phảng phất như cung tần mỹ nữ của thần tiên. Nhưng Hàn Lập phát hiện rất nhanh, những nữ tử xinh đẹp động lòng người này thực tế tất cả đều là các khôi lỗi tinh xảo mà thôi. Hai vị đạo hiếu, mỗi vị chọn một tầng lầu các ở tạm nếu có việc lặt vặt gì thì cứ việc phân phó cho những con khôi lỗi này đi làm cũng được. Lân cửu nói một câu, rồi đơn giản bay lên tầng lầu các cao nhất, rồi đi vào. Lân thập thất liếc mắt nhìn Hàn Lập, không nói gì, phi thân lên, hạ xuống trước cửa chỗ trống của tầng lầu các thứ hai, thò tay ra sờ lên gương mặt khôi lỗi nữ tử đứng ở cửa, rồi tấm tắc tán dương, ồ, sờ tay vào cảm giác quả thực không tệ. Dứt lời, y cười hì hì, rồi đẩy cửa phòng lầu các, đi vào. mươi 243, Cực Hàn không bao lâu, kèm theo một hồi sóc này, Kim Văn Linh chu lóe lên phủ văn quanh thân, trong vầng hào quang màu vàng thuyền được nâng lên cao, rồi phóng vào sâu trong vùng biển băng. Hàn Lập không vào lầu các mà đi tới mũi thuyền, hai tay để sau lưng, đơn độc đứng. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, quần áo trên người đón gió phấp phới tung bay. Chỉ thấy trên một vùng biển trắng xóa, khắp nơi đều đóng băng rất dày, thỉnh thoảng thấy một ít đá ngầm màu đen phủ đầy một lớp xương trắng hoặc lác đác những tảng băng khổng lồ lộ ra trên mặt biển. Tại chỗ cực xa trong hải vực, khói sóng mênh mông, sương mù tràn ngập, tầm nhìn trở nên vô cùng mờ nhạt. Toàn bộ bầu trời hải vực, hiếm khi có thể thấy được chim bay, bất kể là bầu trời hay mặt biển đều vô cùng yên tĩnh, tạo ra ảo giác chống trải, tịch liêu. Dường như mọi sự sống của trời đất trong khu vực đóng băng này đều cũng đông cứng lại, thưa thất vật sống. Trên thực tế, Hàn Lập dùng thần thức có thể cảm giác được, trong tầng mây phía trên bầu trời và ở chỗ sâu dưới đáy biển, Thậm chí ở trong một vài núi băng đều có không ít khí thức của yêu thú cường đại che giấu, chỉ vì khiếp sợ khí thức viễn siêu của ba người bọn họ mới không dám có hành động lỗ máng. liên tưởng đến đại dương lôi bạo lúc trước, hàn lập không khỏi sinh lòng cảm thán với hoàn cảnh địa lý khác biệt của bắc hàn tiên vực. Dù sao trước kia bất kể là ở nhân giới hay là linh giới, dường như cũng không có cảnh tượng như thế, tin rằng những chỗ hắn chưa từng đi qua cũng không thiếu những thứ mà hắn chưa hề thấy, thậm chí là những thứ mà không cách nào tưởng tượng ra. Vừa nghĩ tới đây, Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra khoảng thời gian trước khi lén phi thăng linh giới, hắn và Nam cung Uyển ở bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng ấm áp. Đoạn ký ức này ở sâu trong đáy lòng hắn, bị hắn cố tình cất giấu, không muốn chạm đến. Đây cũng do chính bản thân hắn từ khi bước vào con đường tu tiên tới nay, tuyệt đại đa số thời gian đều độc lai độc vãng, không muốn liên lụy chuyện tình cảm. Dù sao thân nhân sinh ly tử biệt cho tới tận bây giờ đối với hắn mà nói vẫn là một loại cảm giác không muốn đối mặt. Nếu Như Uyển Nhi có ở bên cạnh, từ nay về sau sát cánh trên trời cao, giữa bốn biển minh mông, tham quan những cảnh đẹp ở Bắc Hàn tiên vực này thì thật đúng là tiêu diêu tự tại. Bây giờ không biết Uyển Nhi như thế nào, năm đó tài nguyên để lại cho nàng cũng đủ tu luyện tới đại thừa kỳ. Cũng không biết kiếp này có thể còn có ngày gặp lại hay không. Hàn Lập có chút xuất thần, tự lẩm bẩm vài tiếng, sau đó yên lặng xoay người, đi vào bên trong một tầng lầu cát, khép cửa phòng lại. Khoảng chừng hơn nửa năm sau, ở khu vực phía nam biển băng, trên một vùng biển minh mông, tràn đầy sương mù, lơ lửng một hòn đảo nhỏ màu trắng có chu vi không đến ngàn trượng. Mặt đảo tròn trịa, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn như một cái mâm sứ màu trắng to lớn, hiển nhiên không phải do thiên nhiên tạo ra mà là do nhân tạo. Ở trên đảo nhỏ, còn có từng cột đá cao thấp đứng sừng sững khắp nơi, có cột thì trên bề mặt khắc phù văn, có cột thì khảm các khối linh thạch tràn trề linh lực. Toàn bộ đảo nhỏ thoạt nhìn như một tòa trận pháp màu trắng. Đúng lúc này, trên bầu trời gần đảo nhỏ một chiếc kim văn linh chu từ đằng xa bay vút tới lơ lửng ở giữa không trung rồi sau một lát bỗng nhiên lóe lên kim quang biến mất không thấy trong cao không ba đạo nhân ảnh phi thân xuống rồi hạ xuống đảo ba người này chính là đám người hàn lập từ đảo yên lăng đi một mạch tới chẳng qua là lúc này bọn hắn không hề che giấu quá nhiều tu vi và khí tức chỉ có dung mạo và thân hình thì đều thay đổi nhiều lân cử biến thành một đại hán vạm vỡ dâu quai nón lân thập thất hóa thành một văn sĩ nho nhã, rong rỏng cao, áo xanh, hàn lập thì hóa thân một thanh niên đôi mươi, da thịt trắng bóc. Ba người đáp xuống trên quảng trường nhỏ ngoài rìa đảo, thấy phía trước là một đại điện xây bằng đá trắng, liền cùng nhau đi tới đại điện. Bên trong đại điện bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một đài đá hình tròn, bên trên có một vị lão giả dâu bạc trắng khoanh chân ngồi. Ánh mắt hàn lập đảo qua, có chút kinh ngạc phát hiện, người này là một gã tu sĩ chân tiên sơ kỳ, mặc trên người trang phục trưởng lão nội môn trúc long đạo, chư vị tới đây hẳn là đi đại lục Minh Hàn. Lão giả dâu bạc trắng liếc mắt nhìn ba người, cũng không đứng dậy, mở miệng hỏi. Đúng vậy, người vạm vỡ do lân cửu hóa thành không nhanh không chậm nói. Mỗi người, bảy miếng tiên nguyên thạch, lão giả không cảm xúc nói. Sau khi ba người tự mình trả phí, lão giả dâu bạc trắng mới đứng lên, từ đài đá đi xuống, dẫn ba người qua một cửa đá phía sau đại điện, đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi đại điện, ba người đi theo lão giả dâu bạc trắng dọc theo một con đường rộng tầm một trượng đi tới phía trung tâm của đảo nhỏ. Hàn lập cúi đầu nhìn xuống con đường dưới chân, phát hiện con đường thấp hơn so với hai bên mặt đất tầm mấy tấc, giống như được khảm sâu xuống đất, cách mấy trượng lại khác một đoàn phù văn. Càng đi vào trung tâm đảo nhỏ, những con đường như vậy càng dày đặc, đan xen răng khắp nơi, rất phức tạp, có vẻ hơi quỷ dị và thần bí. Đạo hữu lân cửu, nếu tại hạ không có nhìn lầm, Trang phục vị lão giả này mặc trên người là của tu sĩ trúc long đạo. Hàn Lập nhìn bóng lưng lão giả phía trước, truyền âm hỏi: "Không sai, người này đích thực là một vị trưởng lão nội môn của trúc long đạo." Lân Cửu đáp: "Lẽ nào đại trận truyền tống giữa đại lục cổ vân và đại lục minh hàn đều do trúc long đạo tạo ra?" Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Cũng không phải, chỉ có là đại trận truyền tống chỗ đảo yên lăng này do trúc long đạo tạo ra và khống chế." còn chuyện tống trận ở đảo băng cực gần đại lục Minh Hàn thì do Bắc Hàn tiên cung nắm trong tay. Lân cửu trả lời, thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm, Hàn lập truyền âm nói. Khi đang nói chuyện, hai người vẫn đi theo lão giả dâu bạc trắng tới một bãi đất bằng phẳng ở gần trung tâm đảo nhỏ. Ánh mắt Hàn lập đảo qua, liền thấy phía xa xa, trên bãi đất trống phía trước có một tòa trận pháp hình tròn có mấy chục cây cột đá xung quanh, mỗi một cây cột đều có ít nhất 7-8 người vây kín, thoát nhìn cũng hoành tráng. Trên quảng trường ở vòng ngoài trận pháp còn có 7-8 người, có người chắp tay đứng thẳng, có người khoanh chân ngồi tại chỗ, chờ ở đó. Giao lại cho trưởng lão, ba người này cũng đi đảo băng cực, nhân số đã đủ, có thể mở trận pháp rồi. Lão giả dâu bạc trắng dẫn theo ba người đi vào quảng trường, nói với một gã trung niên khác cũng mặc trang phục trưởng lão Trúc Long Đạo ở trên quảng trường. Các người có thể tiến nhập trận pháp, gã trung niên gật đầu, xoay người nói với mấy người kia. Những người kia chờ đã lâu, nghe lời nói này, lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi vào trong truyền tống trận. Ba người Hàn Lập thấy thế, cũng lập tức đi vào theo. Đợi sau khi toàn bộ 10 người này đứng vững, lão giả dâu bạc trắng gật đầu báo cho gã trung niên biết. Hai người, mỗi người đi về phía đài đá hình tròn ở hai bên trận Pháp, khoanh chân ngồi xuống. Theo một hồi ngâm tụng từ trong miệng hai người truyền ra, từng cột đá màu trắng ở bốn phía đại trận lần lượt sáng lên, linh thạch khảm nạm và văn lộ chạm khắc trên bề mặt đều tỏa ra ánh sáng chói mắt hào quang này rất nhanh chóng tràn ra khiến những con đường trên mặt đất cũng sáng lên các cột đá ở các nơi khác đứng lạng yên trên đảo nhỏ cũng sáng rực hoa quang toàn bộ đại trận đảo nhỏ đều vận chuyển rầm 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 một hồi âm thanh quái lạ truyền ra toàn bộ đảo nhỏ màu trắng bắt đầu rung động kịch liệt hàn lập ở trong trận ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy trên bầu trời mây trôi đang bắt đầu vận động điên cuồng từng bước tạo thành một lỗ hổng vĩ đại sâu không lường được từ đó chuyển ra chấn động không gian khiến người ta sợ hãi bên ngoài đảo nhỏ sương mù bao phủ cũng bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng ở chung quanh đảo đều tản đi tích lại thành một bức tường sương mù cao hình vòng tròn đúng lúc này một tiếng rầm rất lớn toàn bộ đảo nhỏ bỗng nhiên chấn động hào quang năm màu từ trong trận pháp ở trung tâm đảo nhỏ tỏa ra hóa thành một cột sáng to lớn màu sắc rực rỡ phóng thẳng lên tận trời thân ảnh đám người hàn lập bị cột sáng màu sắc rực rỡ nuốt vào biến mất trong nháy mắt sau một lát đại trận từng bước dừng lại mây trôi trên bầu trời và bức tường sương mù ở xung quanh bị đại trận quấy động mà thành hồi lâu vẫn không tiêu tan. Phía bắc biển băng, mây đen trên bầu trời rủ xuống, cuồng phong gào thét. Tuyết bay đầy trời càng nhiều, che đẩy cả vùng biển này vào trong. Trên mặt biển mờ tối, nước biển và bão tuyết dưới ảnh hưởng của cơn cuồng phong cuồn cuộn tạo thành từng cái băng trùy khổng lồ cao hơn trăm trượng, đâm chéo lên, rậm rạp như rừng. Trong rừng rậm băng trùy này, một hòn đảo nhỏ hình quả trứng được màn ánh sáng màu xanh bao phủ đứng lặng im. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền vang, toàn bộ đảo nhỏ ầm ầm chấn động. Một cột sáng năm màu sáng lên, phóng tới chính giữa trận pháp trên đảo nhỏ, bên trong xuất hiện hơn 10 bóng người. Bọn họ chính là đám người Hàn Lập từ đảo Yên Lăng truyền tống đến đây. Lúc này bởi vì chịu ảnh hưởng của truyền tống có khoảng cách cực dài, khiến sắc mặt mọi người đều có vẻ hơi tái nhợt. Trong đó, mấy người có tu vi yếu hơn thậm chí còn cảm thấy thần hồn chút chấn động bất ổn, Hàn Lập thì chẳng qua là cảm thấy ngực có chút khó chịu, còn lại không có cảm giác gì. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, thấy cảnh vật chung quanh so với ở đảo Yên Lăng không khác biệt nhiều, đều là bố trí trận pháp giống nhau. Tuy nhiên, tất cả vốn là cột đá màu trắng thì ở đây đã trở thành cột băng trong suốt. Truyền tống đã hoàn thành, các người còn không mau mau rời đi, còn đợi khi nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói lạnh như băng từ ngoài trận truyền tới. Hàn Lập nhìn lại thì thấy nơi đó có một bà lão gầy đét tóc bạc rối bù, mặc áo choàng màu trắng đang đứng đó. Mụ đang chống tay trên một cây trượng gỗ cầu long màu trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Mọi người vội vã từ chính giữa trận pháp đi xuống, theo sự chỉ dẫn của lão bà đi tới phía bắc sát rìa đảo nhỏ. Ở nơi này có một đại điện băng màu trắng đứng đó, bên trong bầy một án kỳ to lớn, ngồi phía sau là một lão giả mặt tròn, dung mạo hiền tư. So sắc mặt lạnh lùng của lão bà và sắc mặt của lão giả thì thật buồn cười. Hoan nghênh chư vị tới đại lục Minh Hàn, tuy nhiên trước khi rời khỏi đảo băng cực, mỗi người xin nộp lại ba miếng tiên nguyên thạch. Lão giả xòe bàn tay ra, cười ha hả nói. Hàn lập nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn lân cửu dò hỏi. Lân cửu thấy thế gật đầu, giải thích, đây là thông lệ của Trúc Long Đạo và Bắc Hàn Tiên Cung, sau này trở về đảo Yên Lăng cũng như thế. Hàn lập lặng lẽ gật đầu nhưng trong lòng không khỏi có chút không nói lên lời. Một chiều đi cần 10 miếng tiên nguyên thạch, nói cách khác khứ hồi cần 20 miếng. Chính hắn trong vô thường minh mỗi lần đường xá xa xôi thực hiện một nhiệm vụ cấp không thấp, sợ rằng cũng không chịu nổi chi phí một lần khứ hồi kiểu như thế này. Nếu không có thù lao cách xù của nhiệm vụ lần này để so sánh thì thấy chi phí đi lại này không coi vào đâu. Bằng không mà nói, với thủ đoạn của hắn tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra lộ phí như vậy. Sau khi giao tiên nguyên thạch xong, mọi người đi tới cửa điện phía trước. Lão giả mặt tròn cũng không đứng dậy, chỉ giơ bàn tay trỏ vào một chỗ trên cửa điện. Chỗ đó trên cửa điện lóe lên thanh quang, trên màn sáng bảo phủ ở bên ngoài nhất thời tạo ra một lối đi hình tròn cao chừng một người mong các vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió lão giả vừa cười vừa nói lân cửu nghe thế trước một bước bước trên quang trường đi ra cửa điện hai người hàn lập cũng theo sát phía sau theo sát phía sau cất bước đi ra sau ba người bảy người còn lại cũng vội vã đi ra mới bước ra ngoài điện lúc này tuyết bay đầy trời đón đầu phủ xuống còn mang theo một cực hàn chi lực làm người ta sợ hãi may là hàn lập sớm có chuẩn bị đối với chuyến đi lần này nhưng dù vậy vẫn không nhịn được khẽ nhíu mày nhìn thế giới trắng xóa trước mắt suy nghĩ của hắn không khỏi quay trở về thời điểm mới phi thăng tới bắc hàn tiên vực lúc đó cũng là như vậy vừa bước một bước vào trong gió tuyết chỉ là cực hàn chi lực trong trí nhớ tựa hồ còn mạnh mẽ hơn lúc đó ước mơ trong lòng hắn tràn đầy tâm tình bắt đầu bước vào con đường tiên nhân bây giờ ký ức đó hãy còn mới mẻ chỉ là các cuộc gặp gỡ sau đó đến nay vẫn không có cách nào nhớ lại được tiên đồ mịt mù, cực kỳ nguy hiểm, bản thân hắn cũng không biết chính mình khi nào mới có thể quang minh chính đại dùng tên thật. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập nắm thật chặt bàn tay vừa buông xuống hai bên. Tuyết trắng lòng son nhớ cố nhân, nương tử hôm nay chẳng thể gần, ba ngàn đại đạo nào ai biết, đạo phu thê đó có mấy phần, M, A, D, chương 244, nhận định, lúc tâm tư Hàn Lập đang dối bời, thì trên người một tên tu sĩ bên cạnh đã sáng lên hào quang. Gã này đeo một cái noãn dương ngọc bội có hình con rồng lửa trên tay áo, quấn đai lưng trong suốt màu đỏ thẫm bên hông, mặc một cái áo choàng màu trắng tuyết trải đầy linh văn. Gào, theo tiếng giã thú gào thét, một con tê giác tuyết khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, từ trong gió tuyết đầy trời hiện ra. Cái đầu vĩ đại của nó chợt hất lên, tỏa ra khí tức hung lệ. Tên đại hán đeo đai lưng màu đỏ son kia thoát một cái, dạng hai chân nhảy lên trên lưng con tê giác tuyết. Hai chân gã kẹp lại, tuyết tê liền tung bốn vó lên xông ra phía ngoài đảo rầm 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 tiếng băng đá vỡ nát vang lên con thú tuyết to lớn kia mang chủ nhân trên lưng chạy lung tung khắp mặt biển bốn chân đạp không chỉ trong chốt lát liền biến mất trong gió tuyết những người còn lại cũng đều lục tục gọi ra các loại dị thú băng hồ tuyết điêu rồi ngồi lên rời đi trong nháy mắt bảy người đã rời đi ánh mắt lân cửu đảo qua bốn phía rồi lần nữa lấy kim văn linh chu của mình ra ba người cùng nhau ngồi lên rồi bay về phía đại lục băng ở phương Bắc. Hơn 10 ngày sau, trên một mặt biển đóng băng, bầu trời có một tầng mây đen rất dày đè sát xuống, gió tuyết vốn ngừng lại, bỗng gió bắc lạnh thấu xương thổi khắp nơi trên biển. Đám người lân cửu đang ngồi trên kim văn linh chu từ nơi chân trời xa nhanh như điện chấp bay tới nơi này. Bên trong một tầng lầu cát hàn lập áo xanh đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường hẹp trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy linh thuyền chấn động. Hai mắt hắn mở ra, lướt ra khỏi phòng, chỉ thấy gần sát mạn trái linh thuyền, có một cái vòi màu đen vô cùng to lớn quấn quanh lan can, đang căng ra, cố sức kéo linh thuyền xuống mặt biển phía dưới. Hàn lập đi tới nơi, hơi chút nghiêng theo thân thuyền, theo cái vòi màu đen nhìn xuống phía dưới. Hắn chỉ thấy trên mặt biển đã bị phá thành một cái lỗ băng to lớn, một con bạch tuộc khổng lồ có vảy khắp người đang từ bên trong chui ra được nửa người. Kẹt kẹt, theo tiếng ma sát vang lên, vòi bạch tuộc quấn quanh lan can không ngừng siết chặt, từ từ kéo trọn cả cái linh thuyền xuống dưới mặt biển. Nhiệt xúc, chịu chết đi chỉ nghe một tiếng quát to vang lên trên lầu các tầng ba của bảo thuyền một đạo nhân ảnh bắn ra hóa thành một vệt kim quang lóe lên trong nháy mắt lại trở về hầu như chỉ trong trước mắt cái vòi quấn quanh lan can liền bị đứt thành từng khúc cùng lúc đó thân thể con bạch tuộc màu đen trên mặt biển nổ một tiếng bùm vô số máu tươi đen nhánh bắt phương vãi khắp nơi khiến cho mặt biển đã đóng băng bị nhuộm thành màu mực đen ngòm hàn lập trông thấy màn này trong lòng khẽ động con yêu thú bạch tuộc phía dưới có thực lực cùng lắm là đại thừa kỳ, linh trí có hạn, đánh chết nó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng vải trên người con thú này lại không phải loại bình thường, có thể không coi vải phòng ngư này ra gì mà đánh chết con thú trong nháy mắt cũng không phải là chuyện đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được, lần cửu này hơn phân nửa là lĩnh ngộ qua pháp tắc tốc độ hoặc là kim pháp tắc, có thực lực không thể khinh thường. Thời gian nháy mắt lại trôi qua hơn 3 tháng, phía nam đại lục Minh Hàn có một dãy núi tuyết vô cùng hùng vĩ vắt ngang qua hai bên dãy núi có những nhánh núi trải dài từ trên trời cao quan sát xuống trông giống như một con rết băng to lớn đang nằm trên mặt tuyết mỗi một nhánh núi đều phân bổ từng ngọn núi cao vạn trượng chót vót tận trời phần lớn khu vực trên đó đều bị băng tuyết bao trùm chỉ có một vài chỗ băng tuyết trôi đi mới có thể thấy được loang lổ từng mỏm đá màu đen hiện ra bên trên đỉnh núi bầu trời màu xanh lam như được gội sạch trong vắt không gì sánh được một phần mặt trời lơ lửng ở giữa tỏa ra hào quang ấm áp dịu dịu nhưng không khí khắp đất trời không có một tia ấm áp nào, vẫn cực kỳ lạnh lẽo như trước. Ở dãy núi phía nam, một đoạn nhánh núi phía đông có hai ngọn núi cao hơn ngàn trượng đứng độc lập. Chúng như hai thanh trường kiếm màu bạc, cắm thẳng lên trời cao. Giải đất kẹp giữa chúng lại có một cái sơn cốc vô cùng sâu. Bên ngoài sơn cốc là một cánh đồng tuyết minh mông, kéo dài vạn dặm. Trong cánh đồng tuyết có vô số cây tùng tuyết cao hơn trăm trượng sinh trưởng. Hơn nửa số này bị vùi lấp dưới lớp tuyết động, chỉ có bộ phận chỏm đầu của cây lộ ra ngoài nhưng cũng bị tuyết động vùi lấp, tạo thành từng tòa tháp tuyết màu trắng cao ngất. Gào, đúng lúc này, trong cánh đồng tuyết bên ngoài sơn cốc bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thú giống. Ở phía đông bắc trong rừng tùng, mặt đất bao trùm tuyết động bỗng nhiên lộ ra một nhúm lông mềm như nhung với đôi tai dài màu trắng dựng thẳng đứng, vẫy vẫy vài cái rồi đi vào phía cửa của sơn cốc. Chỗ ven đường nó đi qua không ngừng truyền đến tiếng va chạm ầm ầm, theo đó liền có từng cây đại thụ che trời liên tiếp đổ xuống, đập xuống tầng tuyết động, khuấy lên lớp phấn tuyết trong suốt mù mịt. Trên mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh to lớn, sâu hóm. Càng đến gần cửa sơn cốc, địa thế càng ngày càng cao, con vật mang đôi tai trắng cũng từ trong tuyết động chậm chậm hiện ra. Toàn thân nó là một lớp bột trắng, đôi mắt đỏ, tai dài. Đúng là một con thỏ tuyết khổng lồ, cao hơn 10 trường. Thỏ tuyết đi tới cửa sơn cốc, chân sau chợt đạp một cái, chân trước bổ nhào về phía trước, nhào vào bên trong sơn cốc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lớn, con thỏ tuyết kia dĩ nhiên là bị đụng vào vách ngăn vô hình mà bắn ra té chổng vó lên trời sau khi lật người lại nhất thời nó nổi lên hung tính hồng quang trong hai mắt sáng rực miệng gầm nhẹ một tiếng chân sau đạp mạnh xuống đất tụ lực lại dùng sức mạnh lớn hơn mấy lần so với trước nhào về phía cửa cốc chỉ thấy trong hư không bên trong cửa cốc bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng màu vàng óng nhạt bề mặt chằng chịt phù văn tỏa ra kim quang rực rỡ một luồng lôi quang lớn bằng ngón cái chợt lóe lên đánh vào trên người con thỏ tuyết một tiếng bụp vang lên, con thỏ tuyết bị lôi quang bổ trúng, thân thể lập tức biến thành than, nổ tung. trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. lúc này, trong khe rãnh sâu trong rừng tuyết tùng, ba đạo nhân ảnh từ từ hiện ra, đi tới phía cửa cốc. người cầm đầu đeo mặt nạ đầu hươu màu xanh, hai người sau thì phân biệt đeo mặt nạ đầu trâu và mặt nạ đầu chuột. chính là bọn Hàn lập, nhị vị đạo hiếu, các người thấy thế nào? lân cửu đứng ở trước cửa cốc, quay đầu hỏi hai người. hắc hắc ta không có nhìn lầm thì trận pháp nơi đây bày ra chắc là trận kim phong thú lôi từ thời thượng cổ lưu truyền xuống. Lôi trận vừa rồi bị con thỏ tuyết phát động chỉ mới hiển lộ ra không tới một phần vạn uy lực của toàn bộ trận. Đôi mắt nhỏ linh lợi của lân thập thất xoay tròn, gã vừa cười vừa nói: không sai, ta cũng biết chắc là trận này không thể nghi ngờ. căn cứ vừa nãy quan sát từ trên cao, nền móng trận pháp nơi này hẳn là ở ngay trên đỉnh hai ngọn núi cao bên cạnh. Trên đó chắc chắn để ít nhất hai kiện pháp bảo kim thuộc tính. Hơn nữa phạm vi bao trùm trận này có thể là cả hai ngọn núi và toàn bộ sơn cốc. Lân cửu gật đầu, nói thế. Hàn lập nghe vậy, trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sao vậy, đạo hữu giao thập ngũ phát hiện ra có gì không ổn à? Lân cửu thấy thế, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Trận kim phong thú lôi mà hai vị nói dù tại hạ chưa thấy qua nhưng cũng biết một chút. Có người nói trận này nổi tiếng về khả năng phòng ngự kiên cố và công phạt mạnh mẽ. Một khi phát động, sẽ có kim lôi đầy trời giáng xuống uy lực có thể so với lôi kiếp loại nhỏ mà vừa rồi lúc bị thỏ tuyết phát động uy năng lôi điện mặc dù không kém nhưng lại hết sức thu hẹp căn bản không thấy có bao nhiêu uy lực hàn lập chậm rãi nói đó chẳng qua là con thỏ tuyết kia có thực lực quá yếu không đủ để kích thích lên toàn lực của lôi trận phản công mà thôi có cái quái gì bất ngờ đâu lân thập thất cười khan một tiếng khinh thường nói vậy theo ngươi thấy trận pháp nơi này ứng với loại nào lân cửu cau mày hỏi hàn lập ta chưa bao giờ từng gặp qua loại trận pháp này cũng chưa từng xem qua thư tịch nên không biết nó thuộc danh mục gì chẳng qua là cảm thấy nhìn bề ngoài trận này không đơn giản như vậy chỉ chốc lát sau hàn lập lắc đầu nói ngay cả trận kim phong thú lôi mà ngươi còn chưa từng thấy qua thì đừng ở chỗ này mà dọa dẫm nói từ nãy toàn lời nói nhảm không có tác dụng gì lân thập thất bĩu môi nói sau khi nghe xong hàn lập cũng không tức giận chỉ tập trung chú ý trận pháp căn bản không để ý tới gã. Nếu đạo hữu lân thập thất nhận định trận này chính là trận kim phong thú lôi thì có thể có biện pháp nào để cho chúng ta lẻn vào trong trận mà không kinh động người bên trong không? Lân cửu nghe vậy, sau một hồi trầm mặc nói, lân thập thất một tay khẽ vuốt vuốt mặt nạ bao trùm gương mặt, một tay buông lỏng xuống nhẹ nhàng vê vê, mở miệng nói. Đại trận kim phong lôi thú này lấy hai ngọn núi làm trận khu, lấy 81 cây câu lôi mộc làm trận cơ bình thường phá trận chỉ cần tìm được một kẽ hở trong hai chỗ này là có thể hóa giải đại trận. Lần này bọn ta cần là lẻn vào trong trận mà không để người bên trong phát hiện, nên nhất định phải nghĩ biện pháp đồng hóa mình vào đại trận để tránh kích động lôi trận. Muốn đồng hóa cùng đại trận, nhất định phải thay đổi khí thức bản thân, hoặc chuyển thành kim thuộc tính tương đồng với trận khu, hoặc chuyển thành lôi thuộc tính giống với trận cơ, rồi dung nhập đại trận, tiếp theo tiến vào trong trận. Đôi mắt lân cửu sáng ngời, gã bổ sung, hắc hắc, quá trình này phải cực nhanh, phải hoàn thành trong nháy mắt. Bằng không vẫn có khả năng kích hoạt đại trận, Lân thập thất liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, cười hì hì nói. Đạo hữu giao thập ngũ, nếu ngươi không phát hiện ra cái gì khác thì chúng ta hành động theo như lời đạo hữu lân thập thất nói đi. Lân cửu nhìn về phía Hàn Lập, nói, phương pháp mà lân thập thất nói cũng không có gì là không thích hợp. Chỉ là đại trận này cổ quái ở chỗ, lôi điện phóng ra không giống lôi điện bình thường bề ngoài thì lôi điện lực ngưng tụ không tan rồi đột nhiên phóng ra uy lực cực lớn nếu chúng ta tùy tiện tiến nhập chỉ sợ kết cục so với con thỏ tuyết kia không tốt hơn bao nhiêu hàn lập hơi nhíu mày nói lân cửu nghe vậy trong mắt hiện lên một tia do dự trên thực tế phán đoán của gã ta về lôi trận trước mắt này gần giống của lân thập thất vì vậy gã cũng không quá tin vào lo ngại của hàn lập nếu không phải ở trong minh nghe nhiều lời đồn về hàn lập sợ rằng ngay cả một chút do dự gã ta cũng không có chương 245, nhập cốc, phương pháp của ta sử dụng được hay không, đợi ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Quý vị có thể ở một bên nhìn xem, chỉ là tới khi tiêu diệt mục tiêu xong, phải để cho ta chọn trước một kiện trong những pháp bảo, đồ vật trên thân hắn vậy. Lân thập thất hắc hắc một tiếng nói, nếu như lân thập thất đạo hữu đã nắm chắc như thế, đạo hữu liền có thể thử trước một lần. Bất quá trước đó, chúng ta cần tranh thủ lúc còn đang ở bên ngoài, bố trí xuống không gian cấm tuyệt pháp trận, tránh làm kinh động tên trong trận rồi để hắn chạy thoát mất. Lân Cửu nghe vậy, không chờ Hàn Lập mở miệng, nói hùa theo. Hàn Lập gặp tình hình này, tự nhiên cũng không có điều gì dị nghị. Lập tức ba người sau khi thảo luận một chút chi tiết, liền dựa theo phần việc của từng người mà bay đi, bố trí lên cấm trận tại phía ngoài hai ngọn núi. Hơn nửa ngày sau, tại thời điểm sắc trời dần tối, ba người Hàn Lập mới một lần nữa tụ họp tại cửa vào cốc. Lân Cửu trong miệng ngâm khẽ một hồi, Ngón tay trước người chỉ vào một cây trận kỳ trên mặt đất. Theo đấy một đợt chấn động vô hình lập tức nhộn nhạo xuất hiện, hóa thành một đạo hình tròn màn sáng mắt thường khó phân biệt, bao lấy toàn bộ khu vực gần nhìn dặm xung quanh. Tốt rồi, cấm tuyệt đại trận đã mở ra, đạo hữu hiện tại có thể thử. Lân Cửu thi pháp xong, nhìn về phía Lân Thập Thất đang đứng bên cạnh, mở miệng nói ra. Lân Thập Thất nhẹ gật đầu, tiến tới vài bước, đi vào phía trước màn sáng vô hình của pháp trận ẩn trước cửa cốc. Cổ tay hắn run lên, một chương phù lục ánh vàng rực rỡ hiện ra giữa hai ngón tay. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, dán phù lục lên trên trán một cái. Những phù văn vẽ trên phù lục lập tức sáng ngời, trực tiếp sáp nhập vào bên trong đầu lâu của hắn. Một hồi ngâm tụng tối nghĩa vang lên, theo đó trên thân lân thập thất bắt đầu toát ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim nổ lép bép, bao phủ cả người hắn. Ngay sau đó, hắn chợt quát khẽ một chữ nhanh, thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo điện mang cực nhỏ trực tiếp xông vào trong cửa cốc tại chỗ cửa vào cốc chỉ vang lên một tiếng đùng nhỏ rồi không còn nửa điểm tiếng động thân ảnh lân thập thất cũng theo đấy mà biến mất không thấy xem ra phương pháp này có thể dùng được lân cửu trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ nói hàn lập trái lại nhướng mày đưa ánh mắt về phía bầu trời lân cửu thấy vậy tựa hồ cũng đã nhận ra chỗ không đúng liền vội ngẩng đầu nhìn lên chỉ nghe một thanh âm xoẹt vang lên một đạo thân ảnh được bọc trong điện quang vàng kim từ không trung lao xuống cực nhanh trực tiếp đâm vào bên trong cánh đồng tuyết Oanh một cái, bên trong cánh đồng tuyết lập tức lõm xuống một cái hố sâu thật lớn. Một mảng lớn lôi điện vàng kim từ trong hố lóe ra, trực tiếp đánh cháy đen một mảnh rừng tuyết chung quanh. Hai người hàn lập đi đến gần, liền thấy lân thập thất toàn thân cháy đen đang ngồi ở đáy hố, khói trắng tỏa ra ở trên đầu, tựa hồ không bị trọng thương gì, chỉ là thoạt nhìn có chút vừa chật vật vừa buồn cười. Lân thập thất, có chuyện gì đấy? Lân cửu nghi hoặc hỏi, cái cấm chế trước mắt này, không phải là kim phong thú lôi trận, hoặc nói đúng hơn, không hoàn toàn là. Lân Thập Thất bò lên từ đáy hố, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, rồi mở miệng nói. Có câu này thì mọi chuyện đã thông suốt." Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Xem ra giao thập ngũ đạo hữu có phát hiện gì rồi a." À. Lân Cửu ánh mắt sáng lên nói, "Lúc trước tại thời điểm đầu thỏ tuyết kia va chạm với đại trận, ta liền cảm nhận được một chút chấn động của lực lượng không gian. Hiện tại xem ra, đây chính là một loại dung hợp đại trận đặc biệt." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói, lần thập thất thân ảnh lóe lên, từ đáy hố bay vút đến bên người Hàn Lập, thương thế đều đã khôi phục, quần áo ngoài thân cũng đã thay đổi. Vẻ mặt của hắn đã bớt vinh váo, ánh mắt nhìn Hàn Lập đã không còn ý khiêu khích như lúc trước, mở miệng hỏi, theo lời các hạ, đại trận này là do Kim Phong thú lôi trận dung hợp cùng với một trận pháp không gian nào đó mà thành. Không sai, lần thập thất đạo hữu vừa rồi thực sự không phải là thất bại, mà đã thành công tiến vào Kim Phong thú lôi trận. Tuy nhiên trong nháy mắt đạo hữu đã bị cấm chế không gian trực tiếp truyền tống ra ngoài. Hàn Lập nói, nói như vậy, điện mang của kim phong thú lôi trận lúc trước cũng là bởi vì đã bị ảnh hưởng của trận pháp không gian, nên mới có thể bị áp xúc tới mức ngưng thực như vậy. Lân cửu sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, nên là như thế, may mà lân thập thất đạo hữu tốc độ cực nhanh, vừa vặn cùng lúc với đại trận không gian phát động, không bị lôi trận phối hợp công kích. Nếu không, với uy lực áp xúc lại về sau của kim lôi, chỉ sợ liền khó có thể toàn thân trở ra rồi. Hàn lập liếc qua lân thập thất, nói ra, tên kia nghe vậy, vẻ mặt cũng rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên. Xem ra cái tên trong sơn cốc này, hẳn là đang đảm nhiệm sự tình cực kỳ khẩn yếu. Nếu không phải là vì phòng ngừa tất cả các thể thoại phiền nhiễu, hắn đã không sử dụng tới cái cấm chế đại trận kỳ quái đến thế này. Trận này một khi bố trí xuống, không chỉ có người bên ngoài khó có thể đi vào, mà người bên trong cũng không dễ dàng mà đi ra đấy hàn lập như có điều suy nghĩ nói nếu như đã không có cách nào lẻn vào vậy liền chỉ có thể phá vỡ các trận xu cưỡng ép đánh vào rồi lân cửu trầm mặc một lát trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc nói ra chậm đã tại hạ còn có một biện pháp có lẽ có thể thử một lần hàn lập bỗng nhiên nói a à, đạo hiếu cứ nói đừng ngại lân cửu nhìn về phía hắn tại hạ trùng hợp thông hiểu một kỹ thuật bố trí lôi trận có thể đem lực lượng không gian cùng lực lượng lôi điện kết hợp vốn mục đích là để truyền tống tức thì Đại trận ở đây tương tự cũng là hai loại lực lượng này dung hợp, chỉ cần ta khống chế dao động lôi trận của chính mình tại cùng một cấp độ với đại trận nơi này, có lẽ có thể lọt vào trong đó. Hàn Lập giải thích, đối với phương pháp này, người nắm chắc được bao nhiêu phần. Lân Cửu hỏi, kỹ thuật khống chế lôi trận cũng không dễ dàng, chỉ nắm chắc đại khái năm thành. Hàn Lập tự đánh giá một phen, nói ra, mới một nửa, nói như vậy, chúng ta có năm thành sẽ lọt vào công kích lôi điện của đại trận. Lân thập thất có chút trần chờ nói lần Cửu trầm ngâm một lát sau, quyết định nói, nếu phương pháp của giao thập ngũ đạo hữu mà không thành công, ta sẽ nghĩ cách ngăn lại công kích của đại trận. Đến lúc đó cũng cũng chỉ còn cách mạnh mẽ mà xông vào rồi. Lời vừa nói ra, Lân Thập Thất mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau khi ba người bàn tính xong, Hàn Lập liền tiến đến trước cửa vào cốc, nhắm hai mắt, thả ra thần thức, cẩn thận cảm thụ chấn động linh lực trong pháp trận. Sau nửa ngày, hai mắt hắn bỗng nhiên trợn lên, quanh thân lập tức đông đốt tiếng nổ. Từng sợi tơ điện màu bạc hiện ra. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên như sét đánh. Lôi điện quanh thân Hàn Lập lập tức bắn ra, đan vào nhau giữa không trung, ngưng tụ lại thành một đạo quang điện lôi trận đường kính vượt qua 10 trượng, trực tiếp phủ lên hai người Lân Cửu. "Hai vị, tới gần ta một chút." Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng nói với hai người. Trong mắt Lân Cửu hiện lên một vòng dị sắc, hắn đến gần Hàn Lập thêm hai bước, Lân Thập Thất cũng lập tức đi theo. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay Hàn Lập hợp lại trước người lôi trận đang bao phủ tại chung quanh ba người lập tức thu hẹp lại bé hơn một trường. Hồ quang điện vốn bắn ra kịch liệt cũng đồng thời co rút lại, như đang bị áp chế gấp 10 lần. Đi, hàn lập quát một tiếng nhẹ, lập tức điện quang lóe lên, lôi trận bao phủ ba người liền biến mất tại chỗ, không thấy gì nữa. Hầu như đồng thời, màn sáng vô hình tại hư không của cửa cốc bỗng nhiên lóe lên, hơn 10 đạo điện mang màu vàng kim lớn bằng ngón cái chợt hiện ra, rồi lập tức không động tĩnh gì mà biến mất, lặng yên không một tiếng động dường như không hề có chuyện gì phát sinh qua mà tại phía trong sơn cốc bỗng nhiên một thanh âm xoẹt vang lên giữa bầu trời một mảng lôi điện màu bạc bỗng nhiên bùng nổ xuất hiện cuốn lấy ba người bên trong hướng về phía một vách đá đen dựng đứng trùng trùng điệp điệp lao tới một cách mất kiểm soát hàn lập vội vàng vừa thu lại điện mang mũi chân điểm nhẹ vào vách đá thân hình cuốn một cái hướng phía sau lướt ngược trở lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất hai người lân cửu cũng đột nhiên uốn éo ổn định lại thân hình từ từ hạ xuống Lực lượng không gian của đại trận này so với dự đoán của ta còn mạnh hơn chút ít, thiếu chút nữa là không khống chế nổi lôi trận. Hàn lập thở dài một cái, nói ra, không sao, có thể thuận lợi tiến vào trong cốc như thế này là đủ rồi. Lân cửu khoát tay áo nói ra, hàn lập ánh mắt đảo qua, chỉ thấy đá núi lộn xộn khắp nơi mà hoàn toàn không có tuyết động. Trong sơn cốc chỉ có một tòa thạch điện màu đen đứng đơn độc, do đá núi trồng chất lên mà thành. Khung cảnh thoạt nhìn hoàn toàn vắng vẻ, một điểm làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là thiên địa nguyên khí bên trong tòa sơn cốc này vậy mà cực kỳ nồng đậm thậm chí so với đại bộ phận bên trong khu vực trung minh sơn mạch còn tốt hơn rất nhiều nhất là ở phía trên tòa thạch điện màu đen này sương mù đang cuồn cuộn bốc lên ngưng tụ lại thành một đám mây ngũ sắc hào quang rực rỡ ba người hàn lập lướt nhau rồi thân hình cùng lúc bùng lên bay thẳng tới tòa thạch điện giờ phút này bên trong thạch điện đang có ánh lửa mút trời cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng tỏa ra từ cửa mái phía trên thạch điện. Trong đại điện là một cái lò đan màu vàng kim cao chừng ba thước, có hai quai cầm, ba chân đế, khoan thai lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất phía dưới lò đan có chạm trổ một trận đồ hình bát giác, bên trong vẽ chẳng chịt những hỏa diễm phù văn. Tám luồng lửa đỏ phát ra từ những phù văn này như những con hỏa long cuồn cuộn bốc lên, đỡ lấy lò đan vàng kim đang không ngừng đung đưa. Cả trên thân lẫn trong miệng những con hỏa long này đều có hỏa diễm rừng rực đến cực điểm đang không ngừng tuôn trào, phóng thích ra lực lượng viêm hỏa rồi rào phủ lấy lò luyện đan. Những phù văn phong cách cổ xưa khác trên lò luyện đan vàng kim không ngừng chấp động, chẳng những hoàn toàn phong tỏa mùi thơm của linh dược trong lò đan, mà còn không ngừng dẫn dắt linh lực rồi rào chung quanh hướng vào trong lò. Bên ngoài đám lửa là một lão giả tóc bạc, mặc đạo bào ánh tím, đầu đội mũ hoa sen. Tay hắn đang kết pháp quyết, khống chế tám đầu hỏa long phía dưới lò đan. Người này có xương gò má cao bất thường, gương mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào phù văn biến hóa trên lò đan. Hai cái đồng tử trong mắt lóe ra thần thái cuồng nhiệt, như đang hoàn toàn say mê vào đó. Đối với hắn, dường như mọi sự trên thế gian đều thu bé lại, vừa bằng công việc luyện đan này mà thôi. Chỉ thấy phù văn trên lò đan vốn đang chấp động, bỗng nhiên rực lên, phát ra những tia sáng chói mắt. Hầu như đồng thời, lò đan vàng kim cũng lóe lên hào quang, từ màu vàng kim nguyên chất chợt biến thành màu ngũ sắc nhìn qua cũng giống như đồ sứ đang được chế tác trong lò nung vừa tới lúc xảy ra những biến đổi kỳ diệu lão già tóc bạc thấy thế vẻ hưng phấn trên mặt càng lớn trong miệng không ngừng kêu nhanh nhanh đúng lúc này cửa đá của thạch điện vốn đang bị cấm chế khóa lại bỗng nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng vàng kim xuyên thấu qua chỉ nghe vang lên hai tiếng bong bong cửa đá nặng nề lập tức bị vỡ thành bốn mảnh ầm ầm đổ xuống phía trong thạch điện chương 246, nhìn anh huyết đan, lão giả tóc bạc lúc này mới mau chóng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy có ba người đeo mặt nạ cổ quái đang đứng chỗ cửa điện. Trong đó, tên cầm đầu cầm một thanh trường kiếm màu vàng, phù văn phía trên kiếm sáng rực, phát ra kim quang chói mắt. Các ngươi là ai? Sắc mặt lão giả tóc bạc trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị quát. Lân cửu cười lạnh, không thèm trả lời. Cổ tay gã rung lên, trường kiếm màu vàng liền quét ngang một cái. Keng, nương theo tiếng kiếm minh sắc nhọn vang lên, một luồng kiếm quang hẹp dài màu vàng bay ra từ thân kiếm, sau đó kéo dài ra, hướng đến lão giả tóc bạc quét ngang qua. Lão giả thấy vậy, chẳng những không có né tránh, mà còn dùng thân mình đứng chắn trước lò đan. Một tay lão giả phất lên, tay áo rộng thùng thình đột nhiên lay động kịch liệt. Một luồng tử kim lôi xà dài hơn một trượng lập tức vọt ra từ trong ống tay áo, đánh thẳng đến kiếm quang. Một tiếng sấm sét ầm ầm, tử kim lôi xà đột nhiên nổ tung, biến thành vô số luồng hồ quang điện rất nhỏ bắn tứ tung. Kiếm quang màu vàng cũng vỡ vụn theo, hóa thành vô số tia kiếm quang nhỏ, bắn khắp bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, từng âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp không ngừng, vô số đất đá bị thổi bay tứ tung. Trong chốc lát, toàn bộ thạch điện bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Bụi mù chưa kịp tan hết, một luồng kiếm quang lại xuất hiện. Lần này là Hàn Lập ra tay, trong tay Hàn Lập là một thanh phi kiếm màu trắng bạc, mũi chân vừa điểm trên mặt đất, lập tức toàn bộ người hắn đã bay vút đến giữa không trung hắn chém thẳng xuống người lão già tóc bạc thanh kiếm này hắn lấy được trong một lần thực hiện nhiệm vụ của vô thường minh đó là một món pháp bảo dùng tinh hà cương ngân làm tài liệu chính để chế tạo mặc dù nó kém xa so với thanh trúc phong vân kiếm nhưng vẫn có thể tạm dùng được ở đây nếu xét về tu vi hắn không phải là cao cho nên hắn cũng không muốn làm náo động mọi chuyện dù sao thì lúc trước hắn cũng đã nghĩ cách trợ giúp hai người lân cử tiến vào nơi này coi như đã lập được công nơi này ẩn giấu thực lực Hắn cứ thể hiện kém cỏi thì hai người kia cũng sẽ không tiện nói gì. Hào quang màu bạc trên phi kiếm trở nên rực rỡ hơn, mấy trăm luồng kiếm ảnh màu bạc không ngừng xuất hiện liên tục. Chúng liên kết với nhau ở giữa không trung, tạo thành một thác nước khổng lồ màu bạc hướng thẳng đến lão già tóc bạc. Nhanh, lão già quát nhẹ, một tay giơ lên, năm ngón tay mở ra. Một viên châu lớn cỡ ngón cái đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay tỏa ra hào quang mãnh liệt. Trong nháy mắt, viên châu đã to lên gấp trăm lần hóa thành một tấm thuẫn màu vàng nhạt có hoa văn hình thú, che chắn trên đầu lão. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy một cây đả lôi tiên hai màu tím vàng. Đột nhiên, lão già quất cây roi về phía bên trái. Một trận âm thanh phách phách như tiếng mưa rơi trên lá chuối, không ngừng truyền ra từ tấm thuẫn có hoa văn hình thú. Kim quang phía trên mặt thuẫn không ngừng nhấp nháy, từng vết kiếm hiện ra dày đặc khắp nơi, nhưng tấm thuẫn vẫn miễn cưỡng ngăn cản tất cả các kiếm ảnh giáng xuống phía bên kia, hướng mà đả lôi tiên đánh vào trượt vang lên tiếng sấm sét oanh minh. Hai con tử kim lôi xà khí thế mãnh liệt, lượn giao nhau, lách mình bay đến chỗ lân cửu, ngăn cản gã lại. Hắc hắc, chịu chết đi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của lão giả tóc bạc bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Lân thập thất mang mặt nạ đầu chuột, đột nhiên xuất hiện một cách quỷ mị trong hư không. Đôi tay gã đang cầm một thanh trường mâu màu đen, đâm thẳng xuống lão giả tóc bạc đang ở phía dưới. Một tiếng vù vang lên, lò đan phía dưới bỗng nhiên tỏa ra năm màu ngọn lửa đang kịch liệt thiêu đốt bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên trong nháy mắt hóa thành một con hỏa long giơ nanh múa vuốt nhào tới chỗ lân thập thất một luồng nhiệt lượng nóng kinh người ập tới lân thập thất thấy thế mũi mâu vừa thu lại đổi đâm thành bổ ở giữa không trung trường mâu vung mạnh tạo ra lít nha lít nhít hư ảnh màu đen chằng chịt hung hăng bổ xuống hỏa long thân hình của gã thì dựa thế bắn ngược ra sau một tiếng rầm hư ảnh của trường mâu chạm vào hỏa long vỡ ra, ở giữa không trung bộc phát ra một vầng mặt trời hai màu đỏ đen, tỏa ra hào quang chói mắt. Liên tiếp công kích này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực lại cơ hồ là tại trong chớp mắt đã hoàn thành. Lão giả tóc trắng kia cứng rắn tiếp toàn bộ công kích của ba người Hàn Lập, đúng là một bước chưa lui, vẫn gắt gao che chở lò luyện đan sau lưng. Lần thập thất bay ngược lại, hạ ở vào ngoài mấy trăm trượng, cũng không bị ảnh hưởng gì, sau khi trong lòng thầm cảm thấy may mắn, dưới mặt nạ khóe miệng lại hiển hiện ra một tia cười lạnh chỉ thấy cổ tay hắn chuyển một cái trường mâu màu đen trong tay xẹt qua một cái tạo thành một vòng tròn tuyệt đẹp mũi mâu lập tức đảo ngược lại keng một cái đâm vào trong lòng đất lão giả tóc trắng một tay cầm đả lôi tiên một tay để sau lưng ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua ba người